Chương 71 Các ngươi thổi chúng ta trướng hở. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Các ngươi thổi chúng ta trướng hở. Đừng làm thương ta nhi. Đột nhiên một đạo gào thét, giống như là kinh lôi tại đất bằng nổ vang, cơ hồ đánh thức toàn bộ tử dương thành. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh phản phất giống như là cuồng phong tại trên nóc nhà Phật phòng bay vọt, hùng hổ hướng về phía mạo hiểm giả công hội bên này mà đến, ờ, ba của ngươi đến rồi, còn không chạy nhanh lên tiếng kêu gọi. Vệ tiểu thiên còn đang chuyện trò vui vẻ, phản phất căn bản không có tương lai người để ở trong mắt. Hỗn đảng, ngươi nhất định phải chết. Tống Ngọc Đường mừng rỡ trong lòng, hiển nhiên hắn cũng nghe đến đạo kia gào thét, đúng là phụ thân của hắn, thống lĩnh tử dương thành thành vệ quân Tống Nguyên võ tướng quân, bách khiếu cảnh cường giả. Vậy sao? Vệ tiểu thiên quỷ dị cười cười, hai tay bắt lấy tống ngọc đường bả vai dễ dàng liền đem đối phương theo xếp chọn người phía dưới cùng cho kéo ra ngoài đã ngươi như thế tự tin như vậy ta cùng với ba của ngươi so so chiêu vừa mới nói xong vệ tiểu thiên một tay nhất khởi tống ngọc đường hai chân trên mặt đất đạp một cái hướng phía mạo hiểm giả công hội phi xong mà đi buông ta nhi phi nhảy lên mà đến mấy đạo nhân ảnh vốn đã rất nhanh một người trong đó nhìn thấy vệ tiểu thiên gây nên lần nữa phát ra gào thét tốc độ càng là đột nhiên tăng lên một đoạn quả thực tự là nhanh như tia chớp đáng tiếc khoảng cách thật sự có chút xa còn kém một chút như vậy điểm vệ tiểu thiên mang theo tống ngọc đường vừa mới bước vào mạo hiểm giả công hội sau lưng tự truyền đến một đạo nặng nề tiếng vang rõ ràng là cái kia đuổi theo chi nhân đập lấy thiên cương bách nhạc trận pháp lên ô hô không hổ là bách khiếu cảnh võ giả gặp trở ngại cũng bị đâm cho như vậy tiêu sái liên phát hình đều không có loạn thật sự là bội phục bội phục. Vệ tiểu thiên tiện tay đem tống ngọc đường ném ở một bên, quay đầu lại nhìn xem có chút rất nhỏ lắc lư tầng kia màu vàng đất hào quang, hướng phía đứng ở bên ngoài tống nguyên võ dựng lên một cái ngón tay cái. Tống nguyên võ tuy nhiên xuyên lấy thường phục, nhưng cũng là hình dáng đường đường, nhất là cái kia một trương mày rậm mắt to, không giận tự uy mặt chữ quốc, quả thực tự là tiêu chuẩn tướng quân khuôn mặt, nhìn về phía vệ tiểu thiên trong ánh mắt đằng đằng sát khí hận không thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Vèo. 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 Ngay tại vệ tiểu thiên cùng tống nguyên võ đối mặt thời điểm, lại là mấy đạo nhân ảnh liên tiếp rơi vào mạo hiểm giả công hội trước cửa, mỗi cái khí thế bất phàm, xem xét cũng không phải là bình thường thế hệ. Những người này nhìn nhìn mạo hiểm giả công hội thiên cương bách nhạc trận, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, đây chính là tam tinh cấp trận phát chỉ dựa vào cứng đối cứng mà nói, tầm thường bách khiếu cảnh võ giả cũng sẽ nhứt cả trứng. Có lẽ mấy người bọn hắn cộng lại đồng loạt ra tay có thể phá chi, nhưng cũng cần tiêu hao lớn lượng chân nguyên cùng không thiếu thời gian, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút được không bù mất. Dù sao hiện tại có tống nguyên võ xung phong, vì vậy nhau nhau khoanh tay mà đứng, tỉnh quan tình thế đến tiếp sau phát triển. Vệ tiểu thiên nhìn lướt qua, phát hiện cái này mấy người chính giữa còn có người quen, đương nhiên đó là thiên cực tông trưởng lão sử văn bác vì vậy cười hắc hắc thông dong tự nhiên đã ra động tác mời đến ơ ờ, sử trưởng lão nha chúng ta lại gặp mặt Hừ, quả nhiên là ngươi sử văn bác hai đầu lông mày ẩn 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 chứa nộ khí trước trước ta chỉ là chứng kiến người qua đường giáp cùng với lâm thạch công bức họa đã cảm thấy cùng thẩm vạn tam rất giống hiện tại đã có thế để xác định nguyên lai tự là cùng là một người là ai không trọng yếu quan trọng là ta nói rồi ta sẽ trở lại vệ tiểu thiên quơ quơ ngón tay nam tử hán đại trượng phu một ngụm nước miếng một cái đinh trông thấy chưa ta lại trở lại rồi hừ trở lại thì như thế nào sử văn bác quan sát chung quanh cười lạnh không thôi nói sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng đợi lát nữa nhất định phải làm cho ngươi nếm thử thiên cực tông thủ đoạn cam đoan cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong U, cái này trời còn chưa sáng, ngươi cũng bắt đầu làm mộng tưởng hảo huyền. Vệ tiểu thiên hướng phía sử văn bác dựng lên một ngón giữa, suy cười nói. Sử. Trưởng lão, ngươi đây là bệnh A, được trị. Mà lại cho ngươi trước đắc ý một hồi, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sử văn bác tuy nhiên xem không hiểu vệ tiểu thiên thủ thế, nhưng cũng biết không phải cái gì tốt ý tứ, hơn nữa bên cạnh còn có những người khác, lập tức lão mặt tối sầm, quay đầu nhìn về lấy Tống Nguyên Võ hỏi: "Nguyên Võ, phủ thành chủ người khi nào đến?" Tống Nguyên Võ chính lộ ra trận pháp dò xét con mình tình huống, xác định Tống Ngọc Đường chỉ là bị thương mà thôi, lập tức trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lúc này nghe được Sử Văn Bác câu hỏi, nhìn lại một cái hướng khác trả lời: "Đã tới rồi." Ngay tại hắn vừa dứt lời, lại có mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mạo hiểm giả công hội phía trước, chính giữa một người mặc chính thức chế phục hiển nhiên là tử dương thành quan viên. Chỉ thấy hắn bưng lấy cái hộp gấm, bước nhanh đi vào tống nguyên võ trước mặt, cùng kính hai tay trình lên. Tống tướng quân, chuyện này thành chủ đã biết được, đặt mệnh ta mang đến mạo hiểm giả công hội trận pháp lệnh bài. Mạo hiểm giả công hội là chính thức tổ chức, hết thảy sự vụ do chính thức quản lý, tử dương thành cao nhất kẻ quản lý là thành chủ, cái này thiên cương bách nhạc trận quyền quản lý dĩ nhiên là rơi vào phủ thành chủ trong tay. Nói như vậy, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, cho nên mạo hiểm giả công hội có thể tự hành khởi động thiên cương bách nhạc trận, lại không có chút nào quyền khống chế lợi. Muốn muốn cho khởi động thiên cương bách nhạc trận dừng lại, chỉ có hai chủng phương pháp. Một là chờ đợi khảm nạm chân nguyên linh thạch tiêu hao hầu như không còn, hai là dùng trận pháp lệnh bài tiến hành khống chế. Đa tạ thành chủ, tống nguyên võ không thể chờ đợi được mở ra hộp gấm, từ bên trong xuất ra một khối nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ màu đen thiết lệnh, chính phản hai mặt đều có khắc chữ một mặt là mạo hiểm giả công hội mặt khác một mặt là thiên cương bách nhạc trận tiểu tử chỉ cần trận pháp dừng lại liền là tử kỳ của ngươi sử văn bác là ở trường một người duy nhất đã bị vệ tiểu thiên mỉa mai chi nhân lập tức lộ hiện ra vẻ dữ tận dáng tươi cười ta rất sợ đó a à. vệ tiểu thiên vỗ vỗ ngực trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi ngược lại trong hai mắt mang theo vài phần vẻ trêu tức hướng phía sử văn bác ngoắt ngón tay ta ngay ở chỗ này có bản lĩnh tiến đến sử văn bác trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng quay đầu hướng về phía tống nguyên võ thúc dục nói tống tướng quân còn không chạy nhanh đình chỉ trần pháp tống tướng quân đình chỉ trần pháp a tống huynh ngươi đến cùng đang làm cái gì chẳng lẽ liền đình chỉ trần pháp cũng sẽ không tống huynh chuyện gì xảy ra thời gian dần trôi qua ở đây những người khác cảm thấy không được bình thường. Mà ngay cả một mực thúc dục sử văn bác cũng ngừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trận pháp lệnh bài tự tương đương với mắt trận, một khi đã có trận pháp lệnh bài, tự có được toàn bộ trận pháp quyền khống chế, vô luận là vận chuyển còn là dừng lại, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà, Tống Nguyên Võ nhìn nhìn trong tay trận pháp lệnh bài, lại nhìn một chút vẫn đang tại vận chuyển thiên cương bách nhạc trận, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói cái này trận pháp này lệnh bài vậy mà cùng thiên cương bách nhạc trận đã mất đi liên hệ lời vừa nói ra mọi người đều vi khiếp sợ làm sao có thể việc là mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều trận pháp này lệnh bài thế nhưng mà thiên cương bách nhạc trận mắc trận nếu không hủy diệt thử xem có lẽ có thể làm cho trận pháp đình chỉ một hồi cái chủ ý này không tệ nếu không ngươi thử xem dù sao ta lại không vội còn là chờ xem một chút đi tống tướng quân vật ấy chính là tử dương thành sở hữu còn là ngươi tới làm quyết định đi tống nguyên võ thống lĩnh thành vệ quân nhiều năm như vậy tự nhiên không thiếu quyết đoán hướng phía cái kia đưa tới trận pháp lệnh bài quan viên nói ra ngươi trở về nói cho thành chủ việc này ta sau đó sẽ cho hắn một cái công đạo nói xong tống nguyên võ đột nhiên dùng sức phi thường giữ dằn cầm trong tay trận pháp lệnh bài đổi ra hai nữa nhưng cũng trứng thiên cương bách nhạc trận yên nguyên như thường vận hành không có chút nào dừng lại ha ha chết cười ta rồi vệ tiểu thiên ông bụng cười cười to chỉ vào bên ngoài người liên can chờ nói ra nếu như trận pháp lệnh bài cùng trận pháp còn có liên hệ các ngươi làm như vậy có lẽ đúng vậy nhưng là đã không có liên hệ mà nói như thế cách làm chỉ sẽ có vẻ các ngươi hoàn toàn ngu ngốc đáng giận, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Sử văn bác nhất không thấy được vệ tiểu thiên đắc ý bộ dáng, nộ khí trùng thiên quát. Là thì như thế nào? Vệ tiểu thiên liếc qua, mở ra bày trào hình thức. Các ngươi thổi chúng ta trướng hở. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Các ngươi đánh xong sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 72 Các ngươi đánh xong sao? Đương vệ tiểu thiên gặp đi ra bên ngoài đám người kia chỉ là đứng tại mạo hiểm giả công hội cửa ra vào. Một không thử dò xét, hai không nghiên cứu, đã cảm thấy có cổ quái. Nhưng là hắn vừa rồi không có kích hoạt trận pháp sư cái nghề nghiệp này, cho nên tại trận pháp phương diện hoàn toàn chính là một cái thường dân, chỉ có thể bản thân nằm chết dí cái thất gỗ đi lên, tùy ý hệ thống xâm lược. Nguyên Lai Mạo Hiểm giả công hội cái này Thiên Cương Bách Nhạc trận có được hai cái mắt trận. Bên trong một cái mắt trận ngay tại công hội dưới mặt đất, một khi kích hoạt trận pháp, cái này mắt trận là chuyên môn cung cấp trận pháp vận hành chân nguyên, tên là vận chuyển mắt trận. Một cái khác mắt trận cũng không tại công hội nội, chính là là một khối kim loại đen lệnh bài, chuyên môn dùng để khống chế trận pháp vận hành cung đình chỉ, tên là khống chế mắt trận. Đương Tống Nguyên võ theo trong hộp gấm lấy ra trận pháp lệnh bài thời điểm, vệ tiểu thiên liếc liền nhận ra đúng là hệ thống đưa cho trong tin tức miêu tả cái kia khối kim loại đen lệnh bài. Tục ngữ nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Tại vệ tiểu thiên nhìn đau sớm tiền trả một số lớn ngộ tính điểm về sau, hệ thống liền đem cái này thiên cương bách nhạc trận khống chế mắt trận liên hệ hủy bỏ, chuyển dời đến mặt khác một kiện vật phẩm thường diện. Tử tiêu sơn mạch bản đồ địa hình. Vệ tiểu thiên không nghĩ tới dùng cái đồ chơi này làm khống chế mắt trận về sau, vậy mà sẽ trực tiếp lại để cho thiên cương bách nhạc trận phòng ngự năng lực tăng lên một mảng lớn. Hẳn là địa mạch thạch tác dụng, đây chính là thổ tinh nguyên, thiên cương bách nhạc trận lại là thổ thuộc tính trận pháp, quả thực tự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Húng chi nơi này chính là tử tiêu sơn mạch trong phạm vi, hoàn toàn đem cái này địa mạch thạch đặc hiệu phát huy được phát huy vô cùng tinh tế vệ tiểu thiên dám can đảm ở bên ngoài cái này một đám bách khiếu cảnh võ giả trước mặt như thế hung hăng càng quấy, tuyệt đối là nắm chắc khí, nếu không trang bức không thành bị thảo mà nói, vậy thì trêu chọc dựng lên. Sử văn bác bị vệ tiểu thiên tức giận tới mức dơ chân, vốn đang mong đợi tại trận pháp lệnh bài, hôm nay nhìn thấy trận pháp lệnh bài không có hiệu quả, không nói hai lời tự lộ ra vũ khí hướng phía thiên cương bách nhạc trận đã phát động ra công kích. Chư vị, kính xin trợ lão phu giúp một tay, chờ cầm xuống cái này cuồng độ, thiên cực tông tất có thâm tạ. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, vốn là còn có chút tiếc thân sĩ diện mọi người cũng không hề do dự, nhào nhào sáng ra vũ khí của mình, hướng phía thiên cương bách nhạc trận tự oanh. Về phần tống nguyên võ lại càng không cần phải nói, con của hắn còn ở bên trong, cơ hồ ngay tại sử văn bác ra tay trước tiên, hắn cũng đi theo đồng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bao phủ màu hiểm giả công hội tầng kia màu vàng đất vòng phòng hộ bên trên, nhiều chỗ bắn ra ra cùng với khác thuộc tính chân nguyên va chạm ngũ sắc quang mang, tại màn đêm phía dưới giống như phóng khói lửa giống như, trông rất đẹp mắt. Nếu có người sáng suốt tại mà nói, nhất định sẽ phát hiện thiên cương bách nhạc trận trước khi bị tống nguyên võ hung hăng đánh lên lúc xuất hiện rất nhỏ rung rung, nhưng là bây giờ dù là tống nguyên võ sử đem hết toàn lực, lại tơ vân không động cái này một vòng oanh kích suốt rằng có nửa nén hương thời gian, tổng nguyên võ người liên can chờ mỗi cái chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, lại không có chút nào hiệu quả, mà ngay cả tầng kia màu vàng đất hào quang cũng không gặp có bất kỳ làm nhạc dấu hiệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Thiên cương bách nhạc trận chỉ là tam tinh trận pháp, lại có thể tại mười mấy bách khiếu cảnh võ giả công kích đến yên nguyên không chút nào tổn hại. Cái này không đúng, quá không được bình thường các ngươi đánh xong sao vệ tiểu thiên triển khai hai tay ngáp một cái tuy nhiên nhìn một hồi rất đặc sắc đẹp mắt khói lửa biểu diễn lại cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc rồi muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đến lời này vừa nói ra tự không chỉ là sử văn bát cảm giác bị trào phúng rồi những người khác trên mặt cũng là lúc trắng lúc xanh tương đương được khó coi đầy tớ nhỏ cùng vọng hừ ngươi hung hăng càng quấy cái gì chúng ta vào không được, ngươi cũng ra không được, cùng ngồi tù có gì khác nhau đâu. Nói không sai, đến lúc đó chúng ta tự lại để cho người một mực thủ tại chỗ này, tiểu tử này cũng đừng nghĩ chạy. Vô liêm sĩ tiểu tử, cho ngươi tiện, biết rõ sai rồi a. À. Ha ha, các ngươi xem hắn, hiện tại liền lời nói cũng không dám nói rồi. Đám người này một bên điều tức hồi phục, một bên cùng vệ tiểu thiên đã ra động tác miệng pháo, không phải không báo giờ hậu chưa tới, luận trào phúng, ai không có có chút tài năng. Các ngươi nói đều đúng. Vệ tiểu thiên không chỉ có không có chút nào không vui, ngược lại gật đầu khen cùng đối phương quan điểm, sau đó đi đến bên cạnh, dùng chân tim nói ra đề đã bị hắn phong bế quanh thân đại huyệt tống ngọc đường. Ta có thể đợi được rất tốt, cũng không biết người này chờ không đợi khởi A. À. Bên ngoài mọi người xem xét, lập tức ách hỏa, thiếu chút nữa đều quên tên hỗn đảng này còn có con tin nơi tay. Hèn hạ! vô sĩ, bị ổi, có bản lĩnh để lại tống công tử. Không phóng. Vệ tiểu thiên đang chờ những lời này đâu rồi, vừa nghe thấy tự lập tức chặn ngang một gạch tử, đem lời của đối phương đánh gãy, sau đó vẻ mặt tiện cười nói. Ngươi thổi trúng trướng hở. Hừ, tiểu tử không muốn quá kiêu ngạo, tuy nhiên chúng ta phá không được cái này thiên cương bách nhạc trận, nhưng là chớ quên, ngươi đắc tội người thật sự quá nhiều, đến lúc đó có rất nhiều người tới thu thập ngươi ai ơ ờ, các ngươi xem vệ tiểu thiên bỗng nhiên đưa tay một chỉ bầu trời như thế nào có một ngưu đầu bay trên trời à ngoài cửa đám người này kinh nghiệm giang hồ sao mà phong phú há lại sẽ bên trên loại này đương tự nhiên không ai nhìn lại không rõ đối phương tại sao lại nói cái này chỉ thấy vệ tiểu thiên ngón tay vừa rụng từ phía trên xe chạy không mà chỉ hướng mới vừa nói lời nói người nọ bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng nguyên lai là ngươi trên mặt đất thổi một mảnh tẻ ngắt lại không một người cảm thấy buồn cười cái này lại để cho vệ tiểu thiên cảm giác rất thất bại ta lạc cái đi một đám không có ẩn giấu tế bào gia hỏa thực không có ý nghĩa theo thời gian dần dần trôi qua trời cũng dần dần phát sáng lên càng ngày càng nhiều khắp nơi đội ngũ nghe hỏi mà đến tử tiêu sơn mạch mười đại môn phái tự không cần phải nói Hằng ngày tọa trấn tại tử dương thành nhân thủ toàn bộ đến rồi, đồng thời cũng thông tri riêng phần mình tông môn, tin tưởng tất nhiên sẽ phái người đến đây. Ngoài trừ 10 đại môn phái bên ngoài, phàm là tại tử tiêu sơn mạch có thể bên trên được mặt bàn tông môn, cũng phái người tới gom góp tham gia náo nhiệt. Tử dương thành nội danh môn nhà giàu nhóm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy đùa giỡn, chỉ là trở ngại thực lực vấn đề không có để sát vào, chỉ có thể lựa chọn ở phía xa đang trông xem thế nào duy nhất làm cho người khó hiểu chính là lớn như thế sự tình phát sinh ở tử dương thành thành chủ vậy mà chưa có tới mà trước trước nộ tìm lâm thạch công thành chủ phụ thân thăng dương học viện viện trưởng chu chính kỳ cũng không có đến hai vị này đều là thông huyền cảnh võ giả có thể nói là tử dương thành cao nhất chiến lực hơn nữa lại cùng mười đại tông môn có như vậy như vậy quan hệ một cái không đến còn dễ nói hai cái đều không đến xác thực có chút kỳ quái Vệ tiểu thiên nhìn xem mạo hiểm giả công hội bên ngoài đám biển người như thủy triều mãnh liệt, không khỏi phát ra cảm thán. Ồ, thật lớn trận thế. Mặt trời lên cao, một người mặt đẹp để quý giá cẩm y lão đầu tại mọi người ủng đám xuống đến ngoài cửa. Một mực thủ tại chỗ này tống nguyên võ bọn người lập tức một khẽ không người ân cần thăm hỏi. Vệ tiểu thiên nghe xong một cái minh bạch, nguyên lai lão đầu này là trận pháp sư công hội hội trưởng, chỉ thấy lão đầu để sát vào sau cẩn thận xem xét một phen, lập tức chau mày, đầu thẳng lắc lư. Không đúng không đúng. Hà lão, không đúng chỗ nào. Cái này căn bản không phải thiên cương bách nhạc trận, mà là tứ tinh trận pháp thiên cương thiên nhạc trận. Cái gì? Hà lão lời vừa nói ra, mọi nơi phải sợ hãi. Tử Dương Thành Mạo Hiểm Giả Công Hội Phòng Ngự Trận Pháp là tam tinh trận pháp thiên cương bách nhạc trận, tuyệt đối là mọi người đều biết sự tình như thế nào trong lúc đó tự thăng cấp thành tứ tinh trận pháp thiên cương thiên nhạc trận đâu đột nhiên một cái miễn cưỡng thanh âm truyền vào mọi người tại đây trong tay ngạc nhiên làm gì vậy ta ta nhàn rỗi nhàm chán thuận tay thăng lên thoáng một phát trận pháp đẳng cấp vệ tiểu thiên miệng một phát lộ ra miệng đầy bạch nha cười đến cái kia gọi một cái sáng lạng dùng các ngươi lớn như vậy trận thế tứ tinh trận pháp mới đủ tư cách không phải bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Đầu óc là đồ tốt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Đầu óc là đồ tốt tam tinh trận pháp thuận tay thăng cấp làm tứ tinh trận pháp. Còn là vì nhàn rỗi nhàm chán. Muốn hay không khoa trương như vậy? Ngươi sẽ không cưa bom số một chẳng lẽ sẽ chết à? Chưa từng có bái kiến như thế vô liêm sĩ, cùng vọng tự đại chi nhân. Bên ngoài nhìn chầm chầm cái này một đại ban người, nghe được vệ tiểu thiên lời nói này về sau, thiếu một ít tự nổ tung rồi, cơ hồ không có người nguyện ý tin tưởng việc này. Nhưng dưới mắt sự thật tự bày ở trước mắt, dùng hôm nay cái này cục diện, chỉ sợ cũng chỉ có dừng lại ở trận pháp bên trong người mới sẽ hy vọng trận pháp càng ngày càng chắc chắn. Mà bọn hắn những ở bên ngoài này, thật sự là hận không thể tự lập tức phá vỡ trận pháp đem bên trong tên hỗn đảng kia xé thành phấn vụn. Tiểu tử này nói được thật hay giả? Ngươi chẳng lẽ không có nghe Hà Lão nói sao? Trận pháp này đã không phải là thiên cương bách nhạc trận, mà là thiên cương thiên nhạc trận, đường đường tứ tinh trận pháp sư mà nói, há có thể giả bộ. Nói như vậy, thật sự là tiểu tử kia làm rồi. Rất có thể, có thể trong một trong thời gian ngắn, liền đem tam tinh trận pháp tấn cấp là tứ tinh trận pháp, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị chỉ sợ coi như là hà lão cũng không cách nào làm được a à? xem ra tiểu tử này bị tử tiêu sơn mạch mười đại tông môn cùng một chỗ truy nã chỉ sợ không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy ở trong đó nhất định có việc a à? nghe ngươi vừa nói như vậy giống như có vài phần đạo lý ngẫm lại gần đây sắp phát sinh đại sự không ai qua được tử tiêu sơn mạch ở chỗ sâu trong dị động hẳn là cùng cái này có quan hệ ai biết được bất quá ngươi nhìn xem chung quanh, nếu hạt vừng đậu xanh việc nhỏ, phần đông thế lực lớn làm gì đối với chính là một cái bách khiếu cảnh đều không tới tiểu tử theo đuổi không bỏ. Càng là phát ra 40 vạn chân nguyên linh thạch lớn treo giải thưởng, tuyệt đối có nội tình a. À. Nghe ngươi càng nói, ta tâm càng ngứa, xem tình huống lấy được 10 đại tông môn tìm xem quan hệ, hiểu rõ thoáng một phát đến cùng chuyện gì xảy ra. Tụ tại mạo hiểm giả công hội người ở phía ngoài nhóm nhất là tiếp mãi bên ngoài cái kia một đại bang tử nhau nhau nghị luận lên. Bọn hắn không phải là tử dương thành chính thức người, cũng không phải tử tiêu sơn mạch mười đại tông môn người, nói trắng ra là tự là đến xem náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là chúng thuyết phân vân, theo nghị luận bắt đầu, đủ loại luận điệu đều có, thậm chí có vì quan điểm của mình mà cùng người khác cãi vã, còn bên cạnh không chỉ có không ngăn cản, càng là hò hét trợ uy, xảo xảo nhượng nhượng, liên tiếp, không thể bảo là không náo nhiệt mười đại tông môn chi nhân vừa vặn đứng ở nơi này bọn người cùng mạo hiểm giả công hội tầm đó giống như một đạo vòng bảo hộ lẳng lặng nhìn xem cái này một đám tử người tranh được mặt đỏ tới mang tai mặc dù là đã nghe được không ngữ nhất luận điệu cũng không có làm ra cái gì đáp lại có lẽ thật ứng với câu nói kia việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương a à. bị vệ tiểu thiên trêu đùa như thế mất mặt sự tình nếu như tuyên dương đi ra ngoài chỉ biết tự bạc tai giảm xuống tông môn uy vọng tám chín phần 10 đã phát ra hàng làm cho. Tự tính toán chân tướng đã tiết lộ, chỉ cần bọn hắn không thừa nhận, cũng chỉ sẽ biến thành lời đồn đã chuyện nhảm, huống chi một khi bắt lấy đầu sỏ gây nên, đây hết thảy sẽ chung kết. Chỉ là... Hà lão, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có cách nào sao? Tống Nguyên võ gắt gao chầm chầm vào lão thần tại tại vệ tiểu thiên, không che giấu chút nào trong ánh mắt nồng đầm sát ý. Biện pháp không phải là không có, bởi vì cái gọi là bày trận khó phá trận cùng khó muốn nhất thời bán hội tự phá giải tuyệt không có khả năng hà lão cẩn thận quan sát trận pháp về sau cũng không có lập tức động thủ mà là đánh giá đến bên trong người thanh niên kia lão phu là trận pháp sư công hội tử dương thành phân bộ hội trưởng tứ tin trận pháp sư gì lập thành không biết nên xưng hô như thế nào tiểu huynh đệ lâm thạch công người qua đường giáp thẩm vạn tam ngươi tùy tiện chọn một a vệ tiểu thiên nhún vai không sao cả nói hừ giấu đầu lộ đuôi không phải quân tử gây nên ngay cả mình tên thật cũng không dám nói còn có gì thể diện sống trên đời bên cạnh sử văn bác lập tức bắt lấy khe hở vẻ mặt khinh bỉ nói ngươi thổi chúng ta trướng hở vệ tiểu thiên không chút khách khí cho đối phương một ngón giữa sau đó còn thuận thế câu câu ngón giữa tục ngữ nói rất đúng hồi gọi cậu không cắn người nhìn dáng vẻ của ngươi nhiều lắm là cũng sẽ chỉ ở chỗ đó gọi gọi mà thôi, có bản lĩnh tiếng đến gọi a. À? Ta gọi. Ngươi cũng dám mắng lão phu là cậu. Sử văn bác kịp thời trở lại vị đến, hỗn đảng này miệng có thế thực độc a. À? Nhà ai cậu ở chỗ này sủ loạn, tranh thủ thời gian khiên đi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Vệ tiểu thiên vẽ mặt khinh thường hướng phía sử văn bác khoát tay áo. Đổi một cái hội tiếng người nói đến, chó sủa ta có thể nghe không hiểu. Bên cạnh tống nguyên võ bọn người không thiếu minh mắt chi nhân, phát hiện về tiểu thiên đối đại sử văn bác thái độ cùng người khác hoàn toàn không giống với, nói trắng ra là, tự là có chứa thập phần mãnh liệt địch ý cái chủng loại kia. Cái này giữa hai người tất nhiên chuyện gì xảy ra? Những người này suy đoán đúng vậy, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Vệ tiểu thiên thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở, chính mình lần thứ nhất tử vong đúng là sự văn bát gây nên, nếu như không phải hệ thống ngưu bức, chính mình một phần thảo chỉ sợ đã dài ba xích rồi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Đây cũng là về tiểu thiên xử sự, sự thái độ, đối phương đã giết hắn một lần, cái này tuyệt đối là tử thù rồi. Trước trước đại náo thiên cực tông thời điểm, thuận tay chém tầng thiên bằng, Thu này chẳng khác nào là báo một nửa, còn lại một nửa hôm nay ngay tại trước mắt, đã tạm thời giết không được, mỉa mai một phen cũng là không tệ. Hừ, ngươi tự thừa dịp hiện tại thỏa thích hung hăng càng quấy A, à, tử dương thành mười đại tông môn cứ điểm đã hướng riêng phần mình tông môn phát ra tin tức, tin tưởng không lâu ở trong bọn hắn sẽ đến, lão phu cũng không tin tập hợp mấy cái thông huyền cảnh chi thủ, còn phá không được cái này tứ tin trận pháp. Khẩu khí thật lớn, ngươi là thuộc cốc A. Vệ Tiểu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay vẽ một vòng tròn, đuôi lông mày nhảy lên, vô cùng tự tin nói: "Không phải là thông huyền cảnh sao? Cùng lắm thì ta lại đem trận pháp này thăng cấp một lần, ngũ tinh trận pháp, ngươi xác định đến mấy cái thông huyền có thể phá?" "Tựu ngươi cái này." Ngay tại Sử Văn Bác chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, lại bị hai mắt sáng lên Hà lão cắt đứt. "Ngươi mới vừa nói được có thế thật sự?" tứ tinh trận pháp thăng cấp làm ngũ tinh trận pháp, cần gì tài liệu, trình tự là cái gì? Hà lão phản phất hóa thân thành cuồng tín đồ, trực tiếp hai tay ghé vào tầng kia màu vàng đất quan mang trên, miệng tự như súng máy tự như hỏi liên tiếp về trận pháp vấn đề. Hà lão, hỗn đảng này mà nói ngươi cũng tính. Sử văn bác bởi vì không thể mắng trở về mà thập phần khó chịu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn xem gì lập thành, cực độ bất mãn nói. Tính, ta tin. Hà lão không chút do dự nói, nếu là có thể biết rõ chính giữa chi tiết mà nói, nhất định sẽ đối với chính mình tấn cấp ngũ tinh trận pháp sư có chỗ trợ giúp. Ha ha! Vệ tiểu thiên khoan khoái cười to, nhìn xem sử văn bác đồng thời chỉ chỉ đầu. Đầu óc là đồ tốt, có thể là có người đi ra ngoài luôn quên mang. Tự cái này chỉ số thông minh, không muốn đi ra mất mặt xấu hổ được không nào. Giọng dạc. Sử văn bác hư một tiếng liền không hề lên tiếng hiển nhiên hắn cũng ý thức được nếu như mình tiếp tục tranh luận xuống dưới mặc kệ thắng hay thua cái này mặc tuyệt đối là càng ném càng lớn ngu ngốc vệ tiểu thiên nhìn thấy sử văn bác lựa chọn bại lui cả người giống như đấu thắng gà trống đồng dạng chỉ cao khí ngang tâm tình cái kia gọi một cái đau xót thoải mái không có đi để ý tới mặt mũi tràn đầy thỉnh giáo chi sắc gì lập thành mà là cúi đầu nhìn về phía bên cạnh đã tỉnh lại tống ngọc đường nhìn thấy đối phương chính vừa sợ vừa giận nhìn mình vệ tiểu thiên suy cười nói. Nhìn cái gì vậy, ngươi cũng là một cái ngu ngốc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Không đi thì thôi vừa đi kinh thiên động địa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Không đi thì thôi, vừa đi kinh thiên động địa tống ngọc đường bị vệ tiểu thiên phong bế quanh thân đại huyệt, mà ngay cả mở ra nói chuyện đều làm không được nghe được đối phương chửi mình, chỉ có thể theo cổ họng phát ra ta 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 thanh âm. Chẳng lẽ không phải? Vệ tiểu thiên sách đến một cái ghế, trực tiếp đặt ở tống ngọc đường bên cạnh, ngồi trên đi trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, vẻ mặt dễu cợt nói. Ta gây ra phong ba không phải một ngày hay hai ngày rồi, người dám tới tìm ta trả thù, chẳng lẽ sẽ không có người đem thực lực của ta nói cho ngươi biết sao? Mười đại tông môn không ít tiên thiên cảnh đều thua ở thủ hạ ta, Tự loại người như ngươi nhược gà giống như mặt hàng cũng dám tự mình đến. Tự coi như ngươi cùng những hộ vệ kia của ngươi cộng lại cũng chỉ có điều miễn cưỡng đủ cho ta lành kẻ răng. Bị ngươi làm vũ khí sử dụng cũng không biết, nhớ rõ ta mới vừa nói mà nói, đầu óc là đồ tốt, lần sau đi ra ngoài nhớ rõ mang lên. Tống Ngọc Đường nghe có thế, hiển nhiên là muốn đến đi một tí sự tình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tuy nhiên lửa giận vẫn còn cũng đã không dám lại chống lại vệ tiểu thiên trêu tức ánh mắt vệ tiểu thiên cũng không tại nhiều thêm để ý tới tống ngọc đường mà là quay đầu xem hướng ra phía ngoài tống nguyên võ tống tướng quân ngươi thấy thế nào tống nguyên võ thế nhưng mà thống lĩnh tử dương thành toàn bộ thành vệ quân thực quyền nhân vật há lại sẽ nhìn không ra trong đó kỳ quặc nhìn về phía tống ngọc đường trong ánh mắt mang có vài phần rất là tiếc vốn quan mới có thể tại sự kiện lần này trong bảo trì trung lập đây cũng là chính thức đối đãi tông môn vấn đề bên trên gần đây thái độ. Không phát hiện với tư cách tử dương thành đệ nhất đem ghế xếp có tay viện thành chủ, ngoại trừ phái cái quan viên tới cân đối bên ngoài, chính mình căn bản cũng không có lộ diện ý tứ. Mà ngay cả trước chút ít thời điểm một cái kình tìm kiếm lâm thạch công chu chính kỳ viện trưởng, lúc này lâm thạch công tự dù bận vẫn ung dung đợi ở chỗ này, toàn bộ tử dương thành đều không sai biệt lắm cãi nhau mà trở mặt ngày, có thế chu viện trưởng đâu tống nguyên võ vốn cũng không muốn tham dự lần này nước đục nhưng là tống ngọc đường bị lừa bịp rồi hắn cái này người làm cha há có thể nhìn xem nhi tử gặp chuyện không may không thể không tham dự tiến đến với tư cách tử dương thành chính thức hai cái đại biểu một trong tống nguyên võ xuất hiện liền tương đương với chính thức nào đó thái độ đúng là ứng âm thầm mưu đồ chi nhân ý đồ chính thức khách quan tại từng cái tông môn có một cái tự nhiên ưu thế cái kia chính là trải rộng phạm vi phi thường rộng lớn cơ hồ có thể nói chỉ cần có người địa phương, thì có chính thức xuất tu. Hôm nay vệ tiểu thiên chỉ là 10 đại tông môn truy nã đối tượng, khu vực cũng giới hạn trong tử tiêu sơn mạch, nhưng là một khi trở thành chính thức tội phạm truy nã, cái này phạm vi tự lớn hơn, ít nhất tại tử dương thành một phần của nam nguyên trong nước, sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Người như thế nào mới có thể thả con của ta? Tống Nguyên võ dù sao cũng là bái kiến thế mặt người, đương nhiên sẽ không đi trả lời về tiểu thiên vấn đề, có một số việc để ở trong lòng là được, nói ra chỉ biết trước lấy người khác chê cười. Con của ngươi phóng không phóng không sao cả, dù sao hắn đối với ta vô dụng. Vệ tiểu thiên chỉ chỉ Tống Ngọc Đường, khinh thường tại chú ý nói. Tống Ngọc Đường nghe vậy thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, vô dụng ngươi bắt ta làm cái gì, thú vị sao? Tự tính toán ta là chuẩn bị lĩnh cà, mên, nhưng là lĩnh cà, mên cũng là có tôn nghiêm được không? Nói như vậy, ngươi có thể thả tiểu nhi. Tống Nguyên Võ bắt lấy trọng điểm hỏi, hắn cũng không có đi xoắn suýt về tiểu thiên như thế mâu thuẫn thuyết pháp, bởi vì làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Phóng là có thể phóng, chờ ta chuẩn bị thời điểm ra đi nói sau. Vệ tiểu thiên bỗng nhiên móc ra một trang giấy đến, hướng phía Tống Nguyên Võ nhẹ nhàng bắn ra. Bất quá Tống Tướng Quân chỉ cần đem thượng diện thứ đồ vật đưa tới, ta lập tức thả người. Ngay tại ánh mắt của mọi người phía dưới, vệ tiểu thiên bắn ra tờ giấy kia giống như bị một bàn tay vô hình nâng đồng dạng không hề một tia trở ngại xuyên qua ngăn cản mọi người cái kia tầng màu vàng đất hào quang bay bổng đã rơi vào tống nguyên võ trong tay tống tướng quân có thể đánh giá sử văn bác trước tiên liền tiến lên nói ra mặt khác mấy cái thân phận địa vị không sai biệt lắm cũng thoáng cái xông tới hiển nhiên đều đối với trên giấy ghi thứ đồ vật hết sức tò mò chư vị đang mang tiểu nhi tánh mạng xin lỗi Tống Nguyên võ một tay lấy tờ giấy kia cất kỹ, tuy không chút nào để ý những người khác có chút bất mãn ánh mắt, quay đầu nhìn về phía vệ Tiểu Thiên nghiêm túc hỏi: "Chuyện này là thật?" "Trân Châu đều không có như vậy thật." Vệ Tiểu Thiên nghiêm trang nói. "Đúng rồi, thời gian của ta có hạn, Tống tướng quân tốt nhất động tác nhanh một chút." Tống Nguyên võ nhẹ gật đầu, lập tức tách ra đám người, thả người mà đi. Vệ Tiểu Thiên nhìn xem Tống Nguyên võ bóng lưng đi xa cúi đầu nhìn về phía tống ngọc đường thở dài một hơi nói ra mọi người thường nói hổ phụ không khuyển tử ta nhìn ngươi thế nào tự như vậy không giống đâu đúng rồi nhà của ngươi bên cạnh cái kia gia đình thế nhưng mà họ vương tống ngọc đường lại là một hồi ta 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 đáng tiếc huyệt đạo bị phong nói không ra lời ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi huyệt đạo còn bị bịt lại ni được rồi dù sao ta cũng không muốn biết ngươi ngay ở chỗ này đợi a à? chờ ngươi cha trở lại nói sau. Vệ tiểu thiên nói xong ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài, cái này người đến là rậm rạp chằng chịt vây quanh một tầng lại một tầng, nhưng lại không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại là ngáp một cái, vẻ mặt mây trôi nước chảy đứng dậy đi trở về, một đầu chui vào mạo hiểm giả công hội cơ sở dữ liệu ở bên trong. Thật lâu, Tống Nguyên võ trở lại rồi, cầm trong tay lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp gấm, thoáng cái tự hấp dẫn ánh mắt mọi người, lại không một người mở miệng hỏi thăm dù sao đang mang tống ngọc đường tánh mạng vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm rước lấy tống tướng quân giận chó đánh mèo cái kia chính là tự tìm phiền não rồi còn chưa chờ tống nguyên võ mở miệng gọi về tiểu thiên phản phất biết trước đồng dạng theo phòng tài liệu ở bên trong đi ra tống tướng quân vật của ta muốn đâu tại đây ném vào đến tống nguyên võ nhìn nhìn tầng kia màu vàng đất hào quang gần kề do dự một chút liền đưa tay một ném chỉ thấy cái hộp gấm kia đụng vào cái kia màu vàng đất quang mang trên giống như là đã rơi vào đầm lầy địa đồng dạng chậm rãi bị nuốt đi vào xuyên qua phòng hộ trận về sau hộp gấm giống như đã mất đi sở hữu thừa thác lực đồng dạng tự do vật rơi rơi trên mặt đất phát ra một đạo nặng nề tiếng vang vệ tiểu thiên đi qua nhặt lên hộp gấm mở ra nhìn thoáng qua liền đóng lại sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu tùy ý cho tống ngọc đường một cước trực tiếp đem đối phương cho đá đi ra ngoài toàn bộ quá trình, tứ tinh trận pháp sư gì lập thành nhìn chầm chầm vào, nhìn không được thì thào tự nói. Thật là lợi hại thích ứng lực, tốt tinh chuẩn lực khống chế, chỉ sợ ngay cả ta đều làm không được như thế cẩn thận tỉ mỉ, có thể đem tam tinh trận pháp tăng lên đến tứ tinh trận pháp, tuyệt đối là tứ tinh trận pháp sư, hắn thậm chí còn nói có thể tăng lên tới ngũ tinh trận pháp. Chẳng lẽ hắn là ngũ tinh trận pháp sư? Ha ha, tiểu tử ngươi nếu có con tin nơi tay, chúng ta có lẽ sẽ cố kỵ ba phần, bây giờ lại chủ động đem con tin phóng xuất, quả thực ngu ngốc được có thể. Sử văn bác vừa thấy Tống Ngọc Đường an toàn đi ra, lập tức nhịn không được tiến lên trào phúng bắt đầu. Chính là con tin, không cần phải nói, hẳn là ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những mặt hàng này có thể lưu được ta. Vệ tiểu thiên đuôi lông mày dương lên, phản phất đang nhìn tên hề biểu diễn đồng dạng. Chẳng lẽ lại ngươi còn cho là mình có thể còn sống ly khai tại đây? Sử văn bác cười nhạo hỏi ngược lại. Đương nhiên, ta không đi thì thôi, vừa đi kinh thiên động địa. Vệ tiểu thiên hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Mơ mộng hảo huyền. Sử văn bác vẻ mặt dữ tợn nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, vì chính mình cuồng vọng trả giá thật nhiều. Ai, cùng ngu ngốc trao đổi, chỉ biết kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Vệ tiểu thiên không tại để ý tới sử văn bác, mà là nhìn về phía Dì Lập Thành, ngươi là Tứ Tinh Trận Pháp Sư. Đúng là đúng vậy. Dì Lập Thành tâm trong kia gọi một cái rơi lệ mặt mũi trang đầy, rốt cục đến phiên ta rồi. Hỏi ngươi một vấn đề, nếu như cái này Thiên Cương Thiên Nhạc trận không ngừng hấp thụ linh lực, vượt qua bản thân giới hạn, lại lại không thể toàn diện sụp đổ, mà là hóa thành một điểm bộc phát, sẽ như thế nào? Cái này. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Có tin hay không là tùy ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 75 Có tin hay không là tùy ngươi không, ngươi không thể làm như vậy. Tứ tin trận pháp sư gì lập thành nghe xong vệ tiểu thiên câu hỏi về sau, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Một khi tứ tin trận pháp tự bạo, chắc chắn ảnh hưởng đến toàn bộ thành nam, thiên cương thiên nhạc trận lại là thổ hệ trận pháp đến lúc đó giống như thiên băng địa liệt toàn bộ thành nam chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát cái này những người khác minh bạch vệ tiểu thiên sắp muốn làm gì cả đám đều không bình tĩnh rồi đầy tớ nhỏ ngươi dám toàn bộ thành nam cái này được bao nhiêu cái nhân mạng a à? tống tướng quân chạy nhanh phái thành vệ quân sơ tán dân chúng chạy mau a à, sớm biết như vậy có thể như vậy ta tự không đến xem náo nhiệt rồi điên rồi điên rồi người kia nhất định là điên rồi không thể không nói vệ tiểu thiên cho ra tin tức thật sự là quá kinh người lại để cho tụ lại tại mạo hiểm giả công hội bên ngoài đám người này lập tức đều loạn cả lên mười đại môn phái tọa trấn tử dương thành cứ điểm môn nhân toàn bộ là võ giả kém cỏi nhất cũng là nội luyện thất trọng lập tức chỉ là càng thêm dựa sát vào thoáng một phát để đợi lát nữa lẫn nhau chiếu ứng xem như nhất trấn định một nhóm người thành vệ quân vô luận là chỉnh thể thực lực còn là cá nhân thực lực, đều xa xa không sánh bằng 10 đại môn phái, hơn nữa bọn hắn chính giữa có người nhà ngay tại thành Nam, lúc này có thể nói quân tâm đã loạn. Nếu như không phải Tống Nguyên võ trị quân có phương pháp mà nói, nói không chừng đã có người bắt đầu chạy trốn rồi. Về phần tích mãi bên ngoài, trong đó một bộ phận thì là lên không được mặt bàn ngoại luyện võ giả, trước tiên không nói hai lời chạy đi bỏ chạy. Muốn là vì xem cái náo nhiệt tựu đem mạng của mình cho xem không có Vậy thì thật là bi kịch rồi Hắn đây là tại nói chuyện giật gân Tất cả mọi người đừng hoảng hốt Ngàn vạn đừng làm cho tên hỗn đảng này lừa gạt rồi Cái lúc này, sử văn bác đột nhiên đứng dậy Thanh âm của hắn tại chân nguyên thúc dục hạ bay ra thật xa Phiến khu vực này mỗi người đều cảm thấy có loại đối phương tựu Ở bên tai mình nói chuyện cảm giác Nghe được thanh thanh sở sở Hắn căn bản làm không được làm tình tất cả mọi người trước yên lặng một chút đáng tiếc ngoài trừ mười đại tông môn cùng thành vệ quân bên ngoài những người khác coi như là muốn bán sử văn bát cái này mặt mũi cũng không có cái kia lực lượng nghe là nghe xong dưới lòng bàn chân lại nửa điểm không chậm phần phật phần phật liền mười phút đều không có đến mạo hiểm giả bên ngoài muốn xem náo nhiệt một đám tử người đi một cái sạch sẽ ven đường phát ra tiếng chói tai tạp tạp thanh âm dần dần rời xa mạo hiểm giả công hội rời xa thành nam phiến khu vực này. Ha ha, cái này xấu hổ đi à nha. Vệ tiểu thiên vốn là ông bụng cười cười to một phen, sau đó thập phần khinh bỉ nhìn xem sử văn bác. Có người tự kiềm chế thân phận cho là mình rất có mặt mũi, ai nghĩ đến nhưng lại tự cho là đúng, đổi lại là thiên cực tông tông chủ cái này cấp bậc đến trả không sai biệt lắm, ngươi chỉ là cộng long a. À. Mạo hiểm giả công hội bên ngoài mặt khác tông môn chi nhân nghe được vệ tiểu thiên phen này, nhìn không được nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Sử Văn Bác, tuy nhiên một câu đều chưa nói, nhưng là ánh mắt tuyệt đối là tán thành. Nếu như vừa rồi Sử Văn Bác cái kia lời nói, đổi thành Tống tướng quân hoặc là gì lập thành mà nói, tuyệt đối không phải là kết quả này. Dù sao một cái Tử Dương thành chấp chưởng thành vệ quân, một cái chính là Tứ Tinh trận pháp sư, người phía trước có uy vọng, thứ hai hiểu biết trận pháp. Hai người này ngôn luận, giá trị tuyệt đối được mọi người tin phục. Về phần sử văn bác, có lẽ tại thiên cực tông thân phận địa vị không thấp, nhưng là tại tử dương thành nội căn bản sắp xếp không được số. Có lẽ tự như vệ tiểu thiên nói, thiên cực tông tông chủ đến rồi còn không sai biệt lắm. Mà lại cho ngươi trước đắc ý một hồi, chờ tất cả đại tông môn viện binh vừa đến, tự là bắt ngươi hành quyết thời điểm. Ném đi mặt to sử văn bác thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật sử văn bác vừa rồi cũng không muốn đứng ra kêu gọi đầu hàng, nghe được về tiểu thiên mà nói về sau hắn phản ứng đầu tiên là có âm mưu gặp đi ra bên ngoài xuất hiện bạo động thì càng thêm cho rằng như thế trong nội tâm thì có một thanh âm tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này được việc vì vậy hắn tự chủ động đứng ra kêu gọi đầu hàng kết quả cũng rất vẻ mặt bất quá vẻ mặt cũng không chỉ như thế chư vị chính là tử tiêu sơn mạch mười đại tông môn chi nhân mỗi cái thực lực bất phàm tự mời các ngươi tạm thời ở chỗ này nhìn xem người này vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tống mổ trước đi xử lý một việc nghi. Đương tích mãi bên ngoài xem náo nhiệt ăn dưa đảng đi xa về sau, tống nguyên võ một thanh ông lấy tống ngọc đường, vứt bỏ những lời này, liền muốn mang theo đã nhân tâm di động thành vệ quân bỏ chạy. Tống tướng quân, chậm đã, hẳn là ngươi cũng tính cái này đầy tớ nhỏ mà nói hay sao? Sử văn bác nói lời này lúc, tống nguyên võ cũng không đi xa, lại không có một điểm đáp lại, giống như là không có nghe được đồng dạng, bước chân liền tí xíu dừng lại đều không có, mà là vội vàng mà đi. Cái này sử văn bác sắc mặt càng khó coi, ngay tại hắn kêu gọi đầu hàng về sau, liền thành vệ quân cũng đi rồi, tay thuận trở tay, vừa vặn hai lần, cái này mặt đánh cho thật sự là đau nhất. Ha ha! Chết cười ta rồi, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Dừng lại ở mạo hiểm giả trong công hội mặt vệ tiểu thiên mắt thấy toàn bộ quá trình, cười đến trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại cái kia bộ dáng muốn nhiều khoa trương thì có nhiều khoa trương, có lẽ chính thức vui vẻ không có có bao nhiêu, nhưng là trào phúng ý tứ hàm xúc tuyệt đối là thật. cười a à, cười a, à, chắc chắn sẽ có người khóc thời điểm. Sử văn bác quay người tựu là trùng trùng điệp điệp một quyền, giống như phát tiết đánh vào như vòng phòng hộ giống như hoàng quan bên trên, đáng tiếc liền một điểm trung trung đều không có. ta muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Vệ tiểu thiên nữ ngồi trên mặt đất, đình chỉ biểu diễn. Mỹ mai nói, liền các ngươi toàn bộ thiên cực tông đều lưu không được ta, bằng ngươi cũng xứng. Hừ, trước khác nay khác, cái kia một lần thiên cực tông xuất hiện náo động, bị ngươi thừa dịp hư mà vào, lúc này đây ngươi tuyệt đối chạy không được. Sử văn bác cùng với thiên cực tông cao tầng đều nhất trí cho rằng, nếu như không là cả tông môn rút sạch tất cả lực lượng đến trấn áp hát phong giảng tù phạm bạo động, tự tuyệt đối sẽ không xuất hiện thiên cực thư điện sự tình, người qua đường giáp chỉ là vận khí tốt mà thôi. Xem ra ngươi là không tin ta sẽ làm như vậy." Về Tiểu Thiên Ý vị Thâm Trường nói, "Không thể nói như vậy, mà là ngươi căn bản không có cái kia năng lực." Sử Văn Bác nghiên người chỉ chỉ gì lập thành. Hà lão nghiên cứu trận pháp nhiều năm, cũng chỉ là tứ tinh trận pháp sư, trận pháp một đường sau mà bác đại tinh thâm, nhìn ngươi bộ dáng bất quá là 20 tuổi, dựa vào cái gì? Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta là tin vệ tiểu thiên đột nhiên sau này nhảy dựng, rơi xuống mạo hiểm giả công hội giữa đại sảnh, hai tay hướng phía không khí một phen liền níu, thời gian dần trôi qua tại hắn trên bàn tay xuất hiện hai luồng màu vàng đất hào quang. Lúc này, toàn bộ mạo hiểm giả công sẽ bắt đầu rung rung bắt đầu, ngay tiếp theo bốn phía nền tảng cùng với công trình kiến trúc cũng cùng nhau rung rung bắt đầu, giống như là đột nhiên đến rồi một cái tam cấp địa chấn đồng dạng. Không tốt. Dì lập thành sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về lấy sử văn bác trận mắt nhìn. Ngươi! Ngươi tại sao phải kích thích hắn? Làm sao ngươi biết hắn làm không được đâu? Tự coi như ngươi cùng hắn có cừu oán, cũng không thể hại toàn bộ thành nam, chuyện này ta nhất định sẽ hướng thiên cực tông tông chủ đòi hỏi cái thuyết pháp. Hà lão, hắn! Hắn thực có thể làm được. Sử văn bác cái này trận tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn xem vệ tiểu thiên, lại để cho tứ tinh trận pháp tự bạo đây không phải tứ tinh trận pháp sư mới có thể làm được sự tình sao chẳng lẽ tên hỗn đảng này là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ánh mắt ngươi có lẽ không mù a à. vì lập thành hiển nhiên là thật sự nổi giận đẩy ra sử văn bát một bên hướng phía bên ngoài trùng kích một bên cảnh báo quát tứ tinh trận pháp tự bạo không phải chuyện đùa mọi người mau lui Liên thân là tứ tinh trận pháp sư Hà Lão đều nói như vậy rồi, những người khác nào dám có nửa điểm lãnh đạm, nhào nhào hướng ra ngoài phi nhảy lên mà đi. Chỉ là nói chuyện cái này chút thời gian, toàn bộ mạo hiểm giả công hội đã tự như đất trung núi chuyển động dạng, liên quan đến toàn bộ thành nam cùng nhau địa chấn bắt đầu, mà ngay cả tử dương thành mặt khác ba cái khu vực cũng cảm thụ cực lớn động tĩnh, quả thực giống như là thú triều đột kích. Điên rồi, điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi. Sử văn bác chỉ vào vệ tiểu thiên điên cùng hét lên đạo, trước mắt mạo hiểm giả công hội đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mà thân là người khởi xướng vệ tiểu thiên chỉ là mây trôi nước chảy cười cười. Cái này, ngươi tin chưa? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Có qua có lại thế nhưng mà truyền thống Mỹ Đức đúng không? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 76 có qua có lại thế nhưng mà truyền thống Mỹ Đức, đúng không? Rầm rập. Chấn động âm thanh không dứt bên tai, toàn bộ Tử Dương Thành đều tỉnh đi qua, khắp nơi gà bay chó chạy, cư dân hoảng loạn, nhất phái tự như hạo kiếp tiến đến cục diện. Tống tướng quân mang theo thành vệ quân nóng vội cúng quyết sơ tán thành Nam khu vực tương quan cư dân. Trước kia vây tụ mạo hiểm giả công hội 10 đại tông môn chi nhân toàn bộ thối lui ra khỏi thành Nam khu vực. Chư vị Chúng ta phân biệt trong coi từng cái phương hướng, tiểu tử kia cử động lần này nhất định là muốn tạo thành hỗn loạn, sau đó thừa lúc loạn đao tẩu. Sử văn bác vừa mới rời xa mạo hiểm giả công hội cùng 10 đại tông môn chi nhân tụ hợp, liền không thể chờ đợi được đề nghị đạo. Thiên cực tông môn nhân tự nhiên là tích cực hưởng ứng, mặt khác cửu đại tông môn chi nhân cũng không có điều gì dị nghị, dù sao mục tiêu nhân vật tự gần trong gan tất, nếu như tự khinh địch như vậy buông tha há có thể cùng riêng phần mình tông môn giao đại ngay tại mười đại tông môn chi nhân đang muốn phân tán thời điểm đột nhiên chấn động âm thanh dần dần tiểu xuống dưới gần kề mấy hơi thở tầm đó toàn bộ thành nam một lần nữa khôi phục một mảnh bình tĩnh tục ngữ nói lôi sấm to mưa nhỏ bây giờ lại liền tiểu vũ điểm đều không có như thế đầu voi đuôi chuột cục diện lập tức lại để cho sở hữu người vây quanh mặt mũi tràn đầy mộng bức những người khác không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng là tứ tinh trận pháp sư gì lập thành thì như thế nào không hiểu, có thể càng là hiểu, lại càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin thì thào lẩm bẩm. Làm sao có thể, vậy mà có thể đem tứ tinh trận pháp tự bạo cho nghịch chuyển? Cái này ít nhất được có ngũ tinh trận pháp sư thực lực A, à, chẳng lẽ hắn sẽ là ngũ tinh trận pháp sư? Chuyện này phải báo cáo công hội. Nghe gì lập thành phân tích, chung quanh chi nhân đều là trong nội tâm rùng mình tiểu tử kia sẽ là ngũ tinh trận pháp sư. Chắc có lẽ không a. À. Không xong, chúng ta bị lừa rồi. Mọi người tại đây chính giữa ai hận nhất về tiểu thiên, không phải sử văn bác không ai có thể hơn, hoàng hồn về sau phản ứng đầu tiên là hướng phía mạo hiểm giả công hội phóng đi. Đã có cái thứ nhất, sẽ có thứ hai cái thứ ba, rầm rầm một đám người đi theo nhau nhau phóng tới mạo hiểm giả công hội. Chỉ chốc lát sau, mười đại tông môn chi nhân lại nhớ tới trước trước chỗ chỗ đứng chỉ là bọn hắn trước mắt hình ảnh đã đại biến. Toàn bộ mạo hiểm giả công hội kiến trúc hoàn toàn biến thành phế tích, bất quá kỳ quái chính là, ngoài trừ mạo hiểm giả công hội bên ngoài, chung quanh mặt khác kiến trúc lại mảy may không tổn hại, chỉ là chụp một cái một tầng cho mà thôi. Tốt tin chuẩn lực khống chế. Dì lập thành ánh mắt sáng quắc nhìn xem mạo hiểm giả công hội phế tích, thập phần tiếc hận nói. Đáng tiếc không thể cùng như thế nhân vật xâm nhập trao đổi một phen trận pháp tâm đắc, ai? sử văn bác ở bên cạnh nghe được một hồi chán lệch ra nói được cái gì đồ chơi chúng ta đem ngươi mời đến là phá trận được không nào ngươi không chỉ có không thể phá trận còn đối với người kia đại thêm tán thưởng quả thực tự là diệt người một nhà chí khí trướng người khác uy phong cái này nếu đổi thành những người khác sớm cũng không biết ngược đãi bao nhiêu trở về thế nhưng mà sử văn bác mặc dù đối với cái này thập phần che kín lại cũng không dám biểu lộ ra dù sao gì lập thành thân phận địa vị có thế không tầm thường cho dù là thiên cực tông tông chủ ở đây cũng chỉ có thể dùng lễ đối đãi hắn chẳng qua là chính là một trưởng lão liền nhăn mặt tư cách đều không có Sư mặc dù mạo hiểm giả công hội đã trở thành phế tích lại không có nghĩa là không có bất kỳ manh mối tại sử văn bác ra lệnh một tiếng thiên cực tông môn nhân lập tức hành động mặt khác cửu đại tông môn chi nhân chỉ là nhìn xem cũng không có tham dự vào ý tứ chẳng được bao lâu, thiên cực tông môn nhân có chỗ phát hiện. Sử trưởng lão, nơi này có chữ. Sử văn bác lập tức tiến lên xem xét, xác thực là mới viết dấu vết, bởi vì không trọn vẹn mà nhìn không ra rốt cuộc là cái gì, hắn nhớ rõ cái này khối mặt đá hình như là mạo hiểm giả công hội đại sảnh một mặt vách tường. Tìm được mặt khác mảnh vỡ, hợp lại. Sau nửa giờ, một khối một lần nữa liều tốt vách tường xuất hiện ở trước mặt mọi người, thường diện rồng bay phượng múa viết mấy đi chữ to, lộ ra một cổ chỉ trích phương tù phóng khoáng chi khí. Ta gần đây đỉnh thiên lập địa, đi được chính làm được thẳng, một thân hạo nhiên chính khí, sao lại làm loại này làm sát kẻ vô tội, thương thiên hại lý sự tình. Đầu óc là đồ tốt, chư vị lần sau nhất định nhớ rõ mang ra môn. Lạc khoảng. Ta tên thật chính là. Mọi người nhìn đến đây, phát hiện đằng sau không có, tự như là sắp đến cao triều, lại ngành xanh xanh bị ngăn cản đã đoạn đồng dạng, thập phần khó chịu nhanh. Tiếp tục tìm. Sử văn bác thập phần phẫn nộ kêu lên, hôm nay tự tính toán trở mình lượt toàn bộ phế tích, ta nhất định phải biết rõ ngươi tên hỗn đảng này đến cùng tên gì. Mặt khác cửu đại tông môn chi nhân cũng bị vệ tiểu thiên lưu chữ khơi dậy hiếu kỳ cùng lửa giận, cũng cùng nhau gia nhập tìm tòi phế tích hàng ngũ. Cách đó không xa, không biết lúc nào lại tụ tập một đám tử người xem náo nhiệt nhóm. Hiển nhiên là gặp sự tình hết thảy đều kết thúc, đã nghỉ ngợi lấy đã tới giải trực tiếp tư liệu. Tại đây một đại ban người ở bên trong, có một người tướng mạo thường thường thanh niên, chính vẻ mặt đắc ý nhìn xem tại phế tích trong bận rộn mười đại tông môn. Ta viết liền nhau đều không có ghi, muốn là như thế này các ngươi còn có thể tìm được mà nói, tính toán ta thua. Người này đúng là biến thành mặt khác một trương gương mặt vệ tiểu thiên giống như là ưa thích trò đùa dai người tổng hội tận mắt xem kiệt tác của mình đồng dạng, cái kia cảm giác sau một cái thoải mái chữ rất cao minh. Sở dĩ hủy diệt mạo hiểm giả công hội, ngoài trừ tạo thành hỗn loạn bên ngoài, chính yếu nhất liền đem thiên cương thiên nhạc trận trừ lấy ra. Trước trước đem tam tinh trận pháp thiên cương bách nhạc trận thăng cấp làm tứ tinh trận pháp thiên cương thiên nhạc trận, thế nhưng mà hao tốn vệ tiểu thiên suốt một trăm vạn ngộ tính điểm, hắn cùng với mạo hiểm giả công hội không thân chẳng quen há lại sẽ cam nguyện làm loại này thâm hụt tiền mua bán sự tình. Vì vậy lần nữa hao tốn 50 vạn ngộ tính điểm, tại hệ thống dưới sự trợ giúp đem thiên cương thiên nhạc trận triệu lấy ra, chuyển dời đến tử tiêu sơn mạch bản đồ địa hình trong đó. Tử tiêu sơn mạch bản đồ địa hình chính là dùng địa mạch thạch làm cơ sở chỗ luyện chế, chính dễ dàng lấy ra trở thành trận đồ sử dụng, tương đương với một cái di động thức trận pháp. Đơn giản một điểm mà nói, tự là vệ tiểu thiên tổng cộng hao tốn 150 vạn ngộ tính điểm, mua một cái tứ tinh trận pháp thiên cương thiên nhạc trận. Mặc dù là chống lại thông huyền cảnh võ giả, một cái hai cái mà nói tuyệt đối dựng ở thế bất bại, mấy cái cùng lúc lên đích lời nói cũng có thể chống cự một hồi, nếu. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trừ phi là toàn bộ tử tiêu sơn mạch khu vực sở hữu thông huyền cảnh võ giả đồng loạt ra tay, nếu không vệ tiểu thiên có trận này nơi tay, tuyệt đối không uổng nhưng là, tình huống này khả năng sao? Tự tính toán khả năng này thật sự đã xảy ra, chỉ cần vệ tiểu thiên cam lòng tán gia bài sản, trực tiếp thăng cấp làm lục tinh trận pháp, đến lúc đó cho dù là toàn bộ tử tiêu sơn mạch tất cả mọi người hợp lực bắt đầu, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Tuy nhiên quá trình có điểm giống là ép mua ép bán, nhưng là vệ tiểu thiên cũng cảm giác mình cũng không lỗ, dù sao tam tinh trận pháp thiên cương bách nhạc trận cái này bộ phận, quả thực tự là lấy không đồng dạng nơi đây sự tình đã xong, thời gian cũng không còn sớm, nên tìm một chỗ đặt chân rồi. Vệ tiểu thiên trước trước tại mạo hiểm giả công hội trong tư liệu đã tra được muốn tin tức, ly khai người xem náo nhiệt bậy, bước nhanh hướng phía thành Tây đi đến. Trong đầu của hắn dần dần hiện ra một người tướng mạo xinh đẹp, khí chất tốt, vóc người đẹp mỹ nữ bóng dáng, đương nhiên đó là lưu lại khắc sâu ấn tượng đồng nhã, đối phương cái kia người ngọc thổi tiêu bộ dạng, mỗi lần nhớ tới cũng nhìn không được nhiệt huyết kích động nói sau mỹ nữ đem như thế trọng yếu thứ đồ vật cho mình chính mình cũng nên đến cửa đạo nhất âm thanh tạ có qua có lại thế nhưng mà truyền thống mỹ đức đúng không thành tây mổ đầu ngõ nhỏ cái nào đó đại viện đây là vệ tiểu thiên tìm được đồng nhã một nhà địa chỉ phán định một gia tộc phải chăng bị thua phương pháp đơn giản nhất tựu là nhìn đối phương trong đêm đại môn phía trên phải chăng đèn treo tường nếu liền hai cái đèn lồng đều treo không dậy nổi chỉ sợ liền sống qua ngày đều thành vấn đề rồi vệ tiểu thiên vừa mới đến gần liền nghe được trong sân truyền đến một cái hèn mọn bị ổi thanh âm đồng nhã a ta những ngày này thế nhưng mà mỗi ngày đều đến có thể thấy được thành ý không giống bình thường nhìn ngươi cái này cô nhi quả mẫu không chỉ có đã mất đi kinh tế nơi phát ra lại là chủ nợ đến nhà chỉ cần ngươi theo ta đây hết thảy đều không là vấn đề như thế nào ta lạc cái đi đây là tại đùa dẫn cộng thêm bức bách đàng hoàng phụ nữ tiết tấu a vệ tiểu thiên sờ lên cái cầm, thế nhưng mà vì sao ta cao hứng như vậy đâu? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Tiền bối bớt giận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 77 Tiền bối bớt giận, vương xuyên nam, thỉnh ngươi tự trọng. Đồng nhã mở ra hai tay che chở con gái, quan sát chung quanh vòng vây đi lên một đám vương gia ác bộc trên mặt đẹp tràn đầy bất lực cùng xấu hổ và giận dữ chi sắc. Đồng nhã, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Hai chúng ta gia thế nhưng mà thế giao, bổn công tử nhìn thấy các ngươi đồng gia như thế bị thua, há lại sẽ thờ ơ. Cái này không phải thật tâm thành ý tới, muốn tiếp các ngươi mẹ con hai cái đi hưởng phúc đấy sao? Vương xuyên nam một đôi sắc hiếp mắt hiếp mắt trồng mắt tư bóng bẫy tại đồng nhã trên người loạn chuyển, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Vương xuyên nam, thu hồi ngươi cái kia trương giả mù sa mưa xấu xí sắc mặt trong lòng ngươi nghĩ cái gì thiếp thân thế nhưng mà nhất thanh nhị sở ta cho ngươi biết tuyệt đối không có khả năng đồng nhã chứng kiến vương xuyên nam cái kia phó sắc quỷ bộ dáng đã cảm thấy một hồi buồn nôn không có khả năng vương xuyên nam ha ha cười cười giơ tay lên chỉ chỉ bốn phía mỉa mai nói dùng các ngươi đồng gia tình huống hiện tại ở đâu còn có tư cách nói không có khả năng cái kia, đừng nói lão tử ý thế hiếp người, chúng ta luận sự, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần ngươi đem tiền trả hết, lão tử không nói hai lời, lập tức trời đi. Ngươi đem cái này đại viện cầm lấy đi gán nợ A. À? Đồng Nhã sắc mặt một thanh, gần kề do dự một lát, liền dứt khoát kiên quyết nói. Ha ha, ngươi cảm thấy cái này cũng nát đồng gia đại viện có thể đáng bao nhiêu. Vương Xuyên Nam móc ra một chồng giày đặt tờ danh sách, đại khái nhìn nhìn từ đó rút ra mấy trương hướng phía đồng nhã quơ quơ chỉ là những mua xuống này toàn bộ đồng gia đại viện cũng không có thiếu còn thừa đâu rồi thế nhưng mà những thứ khác đâu ngươi chuẩn bị lấy cái gì trả ngươi lại đem sở hữu chủ nợ tờ danh sách đều thu đồng nhã hít một hơi lạnh khí trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần hiện ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng đây không phải càng lộ ra bổn công tử thành ý sao vương xuyên nam vẽ mặt dương dương đắc ý nói hôm nay ngươi nếu cầm không xuất ra tiền đến trả khoản nợ, chúng ta cứ dựa theo quy củ làm việc, dùng vật gán nợ, nếu như không đủ, mượn người đến gán nợ. Theo vương xuyên năm ngữ khí tăng thêm, vậy ở chung quanh một đám ác bọc cũng nhau nhau ép đi lên, mặc dù không có áp vào bên người, nhưng vòng tròn có rụt lại nhỏ, quả thực cho đồng nhã áp lực cực lớn. Ngươi Đồng Nhã phát hiện mình đã không đường có thể trốn, chỉ có bất lực ôm chặt con gái lạnh run tự coi như ngươi không thay mình suy nghĩ, cũng phải vì con gái của ngươi sau này suy nghĩ a. À. Vương Xuyên Nam đúng là từng bước ép sát, tiến lên liền thấy được đồng nhã con gái bên mặt, lập tức hai mắt sáng ngời, chuyện đi theo đột nhiên một chuyển. Chật chật, không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này phiến tử tuổi còn nhỏ cũng đã như thế xinh đẹp khả nhân, tương lai lớn lên về sau còn phải. Ha ha, không nghĩ tới bổn công tử lần này thật sự là vận may vào đầu, coi trọng một cái đại, còn có thế tiễn đưa một cái tiểu nhân. Vương Xuyên Nam, ngươi quả thực tựu là không bằng cầm thú. Đồng Nhã vô cùng hoảng sợ quát lớn. Đồng Nhã ngươi yên tâm, bổn công tử nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi nuôi dưỡng con gái, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thụ ủy khuất. Vương Xuyên Nam đương nhiên nói. Đến tương lai ngươi tuổi già sắc suy thời điểm, bổn công tử tựu sẽ khiến con gái của ngươi trên đỉnh vị trí của ngươi, cam đoan các ngươi hai mẹ con cả đời cơm áo không lo chúc mừng công tử lớn nhỏ song thu như thế chuyện tốt tất thành giai thoại chúc mừng công tử chúc mừng công tử công tử thật sự là phong lưu phóng khoáng đến nơi đến chốn a à. công tử ngươi là chuẩn bị ở chỗ này ân sủng một phen còn là mang về đâu tại một đám ác bộc mã thí tân bốc như nước thủy triều trong tiếng trong đó không thiếu cơ linh chi nhân thoáng cái tự nói đến vương xuyên nam trong tâm khảm các ngươi đem tiểu nhân mang đi cực kỳ trông dữ như thế khả nhân tiểu bảo bối ngàn vạn không thể làm bị thương rồi, bằng không mà nói. Vương Xuyên Nam lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến gõ cửa âm thanh truyền đến, rõ ràng là đến từ đồng gia đại viện cửa chính, trong đêm tối là dị thường rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa thoáng cái kinh đã đến trong sân tất cả mọi người, Vương Xuyên Nam cực kỳ một đám ác bộc đều là vẻ mặt nghi hoặc, mà đồng nhã đáy mắt thì là bay lên này sau một tia hy vọng. Cửa chính môn then cài cũng không có chen vào, bên ngoài người vỗ hai cái về sau, dày đặt hai cánh cửa bản liền từ trong vỡ ra một đạo khe hở đến, đi theo liền đi tới một cái hình dạng bình thường thanh niên. Thanh niên cũng không có lập tức đi vào đại viện, mà là tại mái hiên hành lang hạ dừng bước, lướt qua sân nhỏ tình huống bên trong, lập tức nhíu mày. Xin hỏi, nơi này là đồng gia sao? Ngươi là người nào? Vương Xuyên Nam đúng là cao hứng, đột nhiên bị người khác quấy rầy, cái này nửa vời, quả thực làm hắn thập phần căm tức. Ngươi là đồng gia người. Không phải. Không phải ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì vậy. Ta cũng không phải tìm ngươi, loạn đáp nói cái gì, chán sống đúng không. Người thanh niên này dĩ nhiên là là về tiểu thiên, hắn ở bên ngoài cũng nghe một thứ đại khái. Đại khái bên trên tựu là cái này vương xuyên nam coi trọng đồng nhã, vì vậy sử xuất các loại thủ đoạn tiến hành bức bách, hôm nay chứng kiến đồng nhã con gái, càng làm tiểu nhân cho hơn chút lo lắng rồi ta lạc cái đi, đây quả thực có thể sánh vai trong truyền thuyết mổ mổ mặt người già dạ thú rồi. Sống được không kiên nhẫn chính là ngươi A, à, cũng dám chậm trễ bổn công tử chuyện tốt. Vương Xuyên Nam đưa tay một chỉ vệ tiểu thiên, giữ tận nói. Lên cho ta, phế đi tiểu tử này. Một đám ác bộc tuân lệnh, lập tức hùng hổ chụp một cái đi lên. Tự các ngươi đám này chiến năm cặn bã cũng muốn giáo huấn ta. Vệ tiểu thiên lập tức vui vẻ. Đám người này cao nhất bất quá là nội luyện võ giả, cũng dám hướng một cái tiên thiên cảnh chủ động phát động công kích, cái này cũng quá không có có nhãn lực kình đi à nha. Vệ Tiểu Thiên đứng tại nguyên chỗ, trên mặt giống như cười mà không phải cười, không có bất kỳ động tác, nhưng là toàn thân trong lúc đó khí thế vừa tăng, một cổ cường thế uy áp tự như lăng không nổi lên cùng phong, thổi trúng Vương Xuyên Nam cực kỳ một đám ác bọc trên mặt đau nhức. Chúng ác bọc gần kề xông ra vài bước, Liền cảm giác một cổ áp lực thật lớn đập vào mặt, tại chỗ tự sợ tới mức hai chân như nhũng ra, ở đâu còn có nửa điểm muốn muốn ý tứ động thủ, toàn bộ thoáng cái tự quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối bớt giận, tiền bối bớt giận, xin thứ cho chúng tiểu nhân có mắt không trồng. Vương Xuyên Nam chính mình là võ giả, tuy nhiên là cái này một đám người trong thực lực cao nhất, thực sự không chịu nổi vệ tiểu thiên tận lực phóng xuất ra uy áp giống như là một thanh thời thời khắc khắc treo ở trên cổ lưỡi dao sắc bén, phun ra nuốt vào hàng quan đủ để khiến hắn tóc gáy đứng thẳng. Cùng một đám ác bộc bất đồng chính là, vương xuyên nam thế nhưng mà người có thân phận, tuyệt đối sẽ không đơn giản quỳ xuống, mà là cả người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, ngành khởi cổ, giống như cá chết đồng dạng bạch nhãn bên trên trở mình, chầm chậm vào cái kia cao cao tại thượng thanh niên. Ta, ta là tử dương thành vương gia, cùng Nguyên Dương Bang quan hệ không phải là nông cạn, người đến cùng là người nào? Nguyên Dương Bang Vệ Tiểu Thiên đối với cái này bang phái có chút ấn tượng, tử tiêu sơn mạch ngũ đại tân quý tông môn một trong, trước trước từng ứng thiên cực tông mời, cùng nhau đối với hắn tiến hành treo giải thưởng. Đúng vậy. Ngươi chỉ muốn động thủ cũng đừng nghĩ chạy, thức thời hiện tại lập tức đi, ta có thể đương việc này không có phát sinh. Vương Xuyên Nam trong nội tâm vui vẻ, chỉ có đối phương có chỗ cố kỵ như vậy hắn cái này mệnh xem như bảo trụ rồi chưa từng nghe qua vệ tiểu thiên ra vẻ trầm tư tự hồ đang tại cố gắng nhớ lại đã qua một hồi lâu mới lắc đầu nói ra cái gì làm sao có thể vương xuyên nam tại chỗ tự mộng vội vàng hấp tấp nói cái kia nguyên dương ban thế nhưng mà tử tiêu sơn mạch mười đại tông môn một trong tử dương thành nội dù là ba tuổi tiểu hài tử cũng không phải không biết đạo a à vậy sao danh khí như vậy tiếng nổ à bất quá rất đáng tiếc ta là từ tử tiêu sơn mạch bên ngoài đến cũng không biết vệ tiểu thiên nói đến đây đột nhiên sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói ra người đây là cố ý mắng ta liền ba tuổi tiểu hài tử đều không bằng a à. vãn bối không dám vãn bối không dám vương xuyên nam thiếu chút nữa tại chỗ dọa nước tiểu ở đâu còn dám có nửa điểm để ý thân phận tâm tư lập tức cùng bên người chúng ác bọc cùng một chỗ cầu xin tha thứ đạo. Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Ông cây đợi thỏ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 78 Ông cây đợi thỏ, ta người này gần đây tha thứ đại lượng, người xưng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền vệ tiểu thiên đuôi lông mày có chút nhảy lên ánh mắt dừng lại ở vương xuyên nam trên người tha cho ngươi không phải là không thể được vừa rồi ta giống như nghe người nào đó nói là mang theo thành ý đến như vậy tự nhìn xem phần này thành ý có thành vương xuyên nam không phải ngu ngốc thoáng cái tựu nghe rõ đối phương trong miệng chính là cái kia người nào đó hiển nhiên chính là hắn bản thân không nghĩ tới phong thủy luân chuyển trước trước hắn bức bách đồng nhã mà nói giờ phút này vậy mà trở lại trên người mình rất hiển nhiên, thực lực này bất phạm thanh niên là vi đồng gia xuất đầu A. À. Kỳ quái! Đồng gia không phải đã xuống dốc rồi, lúc nào toát ra mạnh như vậy viện binh đâu. Phải biết rằng Vương Xuyên Nam mặc dù háo sắc, nhưng còn không có tinh trùng lên não, tại đối với đồng gia động thủ trước khi cũng đã chân thành điều tra qua một phen. Lúc trước bị nhiều môn như vậy phải làm cho xa xứ thời điểm, đều không có người đứng ra giúp bọn hắn một thanh. Tao ngộ đại biến về sau, trượng phu đã chết, cô nhi quả mẫu không thể không trở lại tử dương thành bị nhiều như vậy chủ nợ ép trả nợ hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm cũng không có ai đứng ra thế nhưng mà vì cái gì hết lần này tới lần khác đến phiên chính mình thời điểm hết lần này tới lần khác có người đứng ra đâu tiền bối có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần là vãn bối có thể nhất định sẽ không chối từ vương xuyên nam càng nghĩ càng là khóc không ra nước mắt cái này có tính không là vận rủi vào đầu Ta không phải đã nói rồi sao? Vệ tiểu thiên tại Vương Xuyên Nam trước mặt dựng thẳng lên hai ngón tay, phản phất kẹp lấy cái gì đó đồng dạng nhẹ nhàng lắc lắc, trùng trùng điệp điệp nói, "Thành ý, thành ý." Ngươi nếu như là muốn tiền tài mà nói, nói rõ được không nào? Đây là ý gì a? À? Đang lúc Vương Xuyên Nam nghi hoặc không thôi thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngắm đến tay phải của mình, chỗ đó chính nắm bắt dày đặt một chồng phiếu nợ, lập tức cả người đều tỉnh táo lại tiền bối, cái này là thành ý của ta. Vương Xuyên Nam tuy nhiên không có cam lòng, lại cũng không thể không cúi đầu, một bên đem cái kia một chồng dày đặt thiếu nợ tờ đơn phóng trên mặt đất, một bên trong lòng nghĩ lấy trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn, khoản nợ này quay đầu lại lại đến tính toán. Chỉ có những ư này. Về tiểu thiên vung tay lên, trên mặt đất cái kia điệp phiếu nợ đã bị một trận gió thổi lên, ở giữa không trung đánh nửa cái chuyển, một trương không ít bay bổng rơi vào trong tay của hắn chỉ là chiêu thức ấy, tự lại để cho Vương Xuyên Nam bọn người trừng lớn hai mắt, càng thêm không dám lỗ mãn. Vương Xuyên Nam bản thân còn tốt một chút, dù sao bái kiến một ít thế mặt, những cái kia ác bộc đã sợ đến lạnh run. Tiền bối, thật sự chỉ có những này. Vương Xuyên Nam đối mặt vệ tiểu thiên chất vấn, vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Ngươi! Vệ tiểu thiên chỉ chỉ bên trong một cái ác bộc, nói. Tiền bối, Ta không biết a. À. à, vậy ngươi có thể đi chết rồi. À. Cái kia ác bộc lập tức sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, cực độ hoảng sợ phía dưới vậy mà ngất đi, thân thể nhuyễn nằm sắp nằm sắp té trên mặt đất, không có tí xíu động tĩnh. Không phải đâu, ta còn không có động thủ, lá gan này cũng quá nhỏ hơn a. À. Vệ Tiểu Thiên khẽ Châu mày, ngữ khí lộ ra thập phần khó chịu, lăng lệ ác liệt ánh mắt quét về phía còn lại đám người ngón tay tại một đám ác bọc trên người xẹt qua, cho bọn hắn đã tạo thành lớn lao áp lực. Được rồi, kế tiếp là ai, thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Những lời này lập tức lại để cho chúng ác bọc nhau nhau hỏng mất, tranh trước sợ sau ồn ào bắt đầu. Ta nói ta nói, vừa rồi thiếu gia giao ra đây cái kia điệp phiếu nợ ở bên trong, có một phần là giả. Thiếu gia đem nguyên chủ nợ những phiếu nợ kia thu tới về sau, chính mình sửa đổi một bộ phận trực tiếp đem tiền lãi đã tăng mấy lần. Thiếu gia đã sớm nhìn trúng đồng gia cái này đại viện. Tiền bối, ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, còn có một chút phiếu nợ ngay tại. Tại mặt lâm sinh tử chọn quyết thời điểm, chúng ác bộc thập phần dứt khoát lựa chọn bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Vương Xuyên Nam giờ phút này đã sớm mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đối với thủ hạ vô tình vạch trần, lại là phẫn nộ lại là kinh hoảng. Phẫn nộ là vì phản bội, kinh hoảng tắc thì là vì vừa rồi nhưng hắn là lừa gạt trước mắt cái này cao thủ. Ân, không tệ, ta cảm nhận được thành ý của các ngươi rồi. Vệ tiểu thiên lạnh nhạt gật gật đầu, phất tay nói ra. Các ngươi cũng có thể đi nha. Trong nháy mắt, toàn bộ sân nhỏ đều an tĩnh lại. Vô luận là ác bộc nhóm còn là vương xuyên nam, đều là vẻ mặt vẻ không thể tin. Tiền bối, cái này có thật không vậy? Đương nhiên, đại trưởng phu nói chuyện một ngụm nước miếng một cái đinh, trừ hắn ra bên ngoài. Những người khác có thể đi nha. Vệ tiểu thiên qua lại huy động ngón tay thoáng cái tự hướng về vương xuyên nam, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đa tạ tiền bối khai ân. Một đám ác bộc không có nửa điểm chần chờ, lập tức nguyên một đám té chạy ra ngoài, căn bản không dám có chút do dự. Cái này vương xuyên nam triệt để mộng ép, vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hắn, đây không phải là mục tiêu thập phần minh xác rồi. Đợi đến lúc Thủ Hạ toàn bộ ly khai, Vệ Tiểu Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Xuyên Nam giơ lên ngón tay chỉ một chút. Xem ra thành ý của ngươi tự hồ không đủ, như vậy có thể dùng phương diện khác đến bổ sung. Nói thí dụ như mạng của ngươi. Vương Xuyên Nam nhìn xem Vệ Tiểu Thiên ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt nguy hiểm toàn bộ trái tim phản phất là bị chăm chú túng ở đồng dạng thiếu chút nữa tự hít thở không thông. Cái này, Vương Xuyên Nam ở đâu còn dám có cái gì hộ đồ tâm tư, lập tức đem trong trữ vật giới chỉ thứ đồ vật toàn bộ đem ra, đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ 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 nói. Tiền. Tiền bối, cái này là của ta toàn bộ thành ý, thỉnh. Xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, ta thật sự biết rõ sai rồi. Vệ tiểu thiên ánh mắt quét qua, tại một đống vật phẩm chính giữa quả nhiên có không ít tờ đơn đây là toàn bộ sao dạ dạ là tuyệt đối đã không có nếu như còn có một ta trời giáng ngủ lôi oanh đi mặc kệ ngươi nói thật hay giả ta chỉ nói một sự kiện hôm nay mạng của ngươi cùng với đồng gia thiếu nợ lẫn nhau triệt tiêu nếu như về sau ta lần nữa nghe được trong tay ngươi còn có đồng gia phiếu nợ mà nói nhất định sẽ muốn mạng của ngươi vệ tiểu thiên thu tay lại chỉ hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, bá đạo mười phần nói. Ngươi có thể nghe rõ ràng. Nghe. Nghe rõ ràng. Vương Xuyên Nam căn bản không dám nói nửa chữ không, gần là đối với phương phát ra uy áp cũng đủ để làm hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể run rẩy nói. Nghe rõ ràng còn chưa cút. Dạ dạ là, ta cái này cút. Vương Xuyên Nam vừa mới muốn đứng lên, lại nghe được vệ tiểu thiên một tiếng lạnh giọng, ánh mắt chầm chầm vào hai chân của mình, trong nội tâm kêu trên một tiếng, ngoan ngoãn hai tay ông đầu, như phá thùng gỗ giống như siêu siêu vẹo vẹo lăn tới cửa, mới chạy trối chết. Chướng mắt gia hỏa đều xéo đi rồi, trong sân thoáng cái tự thanh tĩnh không ít, chỉ còn lại có vệ tiểu thiên cùng đồng nhã hai mẹ con ba người cùng một chỗ mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Vị này, công tử, có thể không nói cho tự mình, ngài cùng đồng gia có quan hệ như thế nào? Đồng nhã vẻ mặt kinh nghi bất định hỏi, hai tay yên nguyên ông chặt con gái, chỉ sợ mới vừa đi ác lan, lại đến rồi đầu mảnh hổ. Ha ha, ta cùng với đồng gia không có quan hệ, ngược lại là cùng các ngươi hai mẹ con có chút duyên phận. Vệ tiểu thiên nhún nhún vai, ăn ngay nói thật, song phương có lẽ xem như có duyên gặp mặt một lần a. À. Thiếp thân tuyệt đối là lần đầu tiên cùng công tử gặp mặt, ngài hẳn là nhớ lầm. Đồng nhã đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong nội tâm ai tháng không thôi hẳn là lại tới nửa một cái ra vẻ đạo mạo dê sồm. ai da ngươi nhìn ta cái này đầu óc vệ tiểu thiên đột nhiên nhớ tới mình bây giờ đã biến thành mặt khác một bộ bộ dáng nàng đương nhiên không nhận ra bất quá trước không nóng nảy biến trở về đi ngược lại theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật mỹ nữ còn nhớ rõ vật ấy hay không hổ khiếu bàn long tỏa đồng nhã hai con ngươi ngưng tụ đây là nàng truyền gia chi bảo một mực tùy thân mang theo tự nhiên là liếc có thể nhận ra rồi thế nhưng mà vật ấy không phải có lẽ đồng nhã lời còn chưa nói hết về tiểu thiên liền cười hì hì đã cắt đứt đồng thời bàn tay tại trên mặt một vòng mỹ nữ nhìn xem ta là ai a à, nguyên lai là ân công đồng nhã vừa thấy được vệ tiểu thiên tướng mạo sẵn có lập tức mừng rỡ kêu lên mà ngay cả một mực lạnh run con gái cũng nghe tiếng ngẩng đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhiều thêm vài phần sắc mặt vui mừng. Ngay tại ba người chuẩn bị vào nhà ông chuyện một phen lúc, đột nhiên một cái thanh thúy ngạo kiều thanh âm chen vào. Mọi người thường nói ông cây đợi thỏ, cuối cùng là lại để cho bổn cô nương đợi đến lúc ngươi rồi à, a, dâm tặc. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79. Thù báo đã xong nên báo ân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 79 Thù báo đã xong, nên báo ân một vòng linh lung loan nguyệt động ở đầu cành, mịt mờ ánh trăng nghiêng đầy tử dương thành mỗi hẻo lánh. Tại giống như màu đen gấm vóc giống như xa xôi thiên mạc ở bên trong, từng khỏa uyển giống như là bảo thạch ánh sao sáng chính đang lóe lên, phản phất không chịu cô đơn bày ra mị lực, giống như là trong truyền thuyết yêu tinh giống như, lặng lẽ lắng nghe trong cuộc sống bí mật. Một cái tóc dài co lại, Tư thế hiên ngang thanh xuân thiếu nữ đứng sừng sững tại đồng gia đại viện cao nhất trên nóc nhà, vừa vặn dụng ánh trăng làm bối cảnh, trong hai tròng mắt dần hiện ra vài phần giảo hoạt vẽ đắc ý, một tay nhất lấy trường kiếm, ngón tay kia tắt thì lấy trong nội viện về tiểu thiên. Rất rõ ràng, vừa mới câu nói kia chính là nàng nói. Ta lạc cái đi, ngươi cái này có phải hay không muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt của ta tiết tấu à? Vệ tiểu thiên tập trung nhìn vào, cô bé kia không phải người khác, lại là tại thăng dương học viện đánh qua một lần quan hệ chu điềm nhã không khỏi trêu chọc nói tiểu nha đầu đừng bày POSS rồi vạn nhất ta tự là trong truyền thuyết già lễ phục mặt nạ ngươi hối hận cũng không kịp a à. hư miệng đầy nói hưu nói vượng chu điềm nhã đôi mi thanh tú nhíu một cái nàng hoàn toàn nghe không hiểu về tiểu thiên theo như lời nói y nguyên bảo trì cổ khí thế kia theo trên nóc nhà nhảy lên như là thừa phong mà hạ giống như bay bổng rơi xuống đất một bộ khinh bạc phiêu giật tơ tầm quần trắng uyển giống như là tiên tử dưới trăng tràn nập mộng áo khí tức Bốn tiểu thư kinh nghiệm thiên tân vạn khổ cuối cùng là tìm được ngươi tên dâm tặc này rồi đợi một chút dừng lại dừng lại vệ tiểu thiên giơ tay lên liếc qua đồng nhã hai mẹ con lại quay đầu lại nhìn về phía chu điềm nhã thập phần khó chịu nói mọi thứ đều được giảng chứng cớ bày sự thật ngươi mở miệng một tiếng dâm tặc ta đến cùng như thế nào cái dâm ngươi rồi. Ngươi. Chu Điềm Nhã dù sao tuổi trẻ mặt mỏng, nghe được vệ tiểu thiên như thế không hề cố kỵ câu hỏi, lập tức khuôn mặt đỏ lên, đồng thời còn nhạy cảm cảm nhận được hai đạo khác thường ánh mắt, căn bản không cần nghĩ, tự biết chắc là đến từ bên cạnh đồng nhã hai mẹ con. Nếu như tại đây chỉ có Chu Điềm Nhã cùng vệ tiểu thiên hai người, nàng nhất định sẽ không chút do dự vạch trần lộ ra, nhưng nơi này có kẻ thứ ba mà nói, tăng thêm tên hỗn đảng kia không che đậy miệng, tự không tốt lắm ý tứ nói ra. Vô sĩ, không biết xấu hổ. Người trước không muốn mắng chửi người, chúng ta luận sự, đây chính là nghiêm trọng ảnh hưởng đến cá nhân ta ánh sáng chói lọi hình tượng vu oan hành vi, phải một năm một mười nói rõ ràng. Vệ tiểu thiên thái độ khác thường, không có trước khi mây trôi nước chảy, mà là nghiêm trang từng bước ép sát. Tự ngươi. Chu Điềm Nhã không chút khách khí vạch trần đạo ngươi nói cho ta biết nói ngươi gọi lâm thạch công đúng không thế nhưng mà vì cái gì trong khoảng thời gian này ta nghe nói ngươi còn tên gì người qua đường giáp thẩm vạn tam hừ liền cái tên thật cũng không dám lưu còn có cái gì ánh sáng chói lọi hình tượng lời nói cũng không thể nói như vậy một mã sự tình quy nhất mã sự tình hành tẩu giang hồ ai có thể không có cái dụng tên giả vệ tiểu thiên câu nói đầu tiên hời hợt bỏ qua một bên việc này đem chủ đề một lần nữa mang về cái kia lên án đi lên dâm tặc cái này tên tuổi, ta thế nhưng mà không đảm đương nổi. Ngươi vậy mà đối với ta như vậy, không phải dâm tặc là cái gì? Chu Điềm Nhã nhìn thấy vệ tiểu thiên một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Nàng vốn chính là cô nàng nóng bỏng tính tình, rốt cuộc bất chấp người bên ngoài ở đây, giơ lên đôi mi thanh tú trừng khởi đôi mắt đẹp chất vấn. Vị này nữ đồng học, câu cửa miệng đạo lời nói không nói không rõ, đèn không điểm không sáng. Vệ Tiểu Thiên không hề nhượng bộ chút nào chống lại Chu Điềm Nhã ánh mắt. Ngươi cứ nói thẳng đi, ta đến cùng đối với ngươi làm chuyện gì? Ta nhớ được ngoại trừ dọa ngươi bên ngoài, không có làm chuyện khác a. À? Còn nói xạo, ngày đó sau khi tỉnh lại, ta y phục trên người đều phá, nhất định là ngươi gây nên. Chu Điềm Nhã hai tay nắm thật chặt vỏ kiếm, phản phất nhớ lại cái gì không tốt sự tình. Cả người đều lộ ra có chút khẩn trương cùng xấu hổ, có thể nói là ta thấy yêu tiếc. Quần áo phá quy phá, nhưng vẫn là mặc lên người được không nào. Vệ Tiểu Thiên đoán chừng lúc ấy lấy tay chỉ liền chút đối phương nhiều chỗ huyệt đạo, hẳn là chân nguyên khống chế không đủ tinh diệu, thế cho nên làm cho phá đối phương quần áo, mới khiến cho nàng hiểu lầm chính mình làm cái gì không tốt sự tình a. À. Vô sĩ. Chu Điềm nhã hung hăng trợn mắt nhìn Vệ Tiểu Thiên liếc quay đầu nhìn về phía bên cạnh không nói được lời nào đồng nhã, điềm đạm đáng yêu nói. Vì tỷ tỷ này, ngươi biết lúc ấy y phục của ta chỗ tổn hại ở địa phương nào sao? Tại đây, tại đây, tại đây, còn có tại đây. Chu điềm nhã vậy mà đang tại đồng nhã mặt, duỗi ra hành tay ngọc ngón tay, tại trên thân thể mình hạ du đi bắt đầu, theo ngực đến dưới xương sườn, theo dưới xương sườn đến phần bụng, theo bên trên bụng đến dưới bụng, sau đó là tề hạ năm thốn. Ngưng ngừng ngừng, ngừng ngươi đây là vu oan a vệ tiểu thiên vừa thấy lập tức tự giận vội vàng nói ta thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở thấp nhất thì ra là phần bụng vị trí lúc ấy ngươi bất quá là chính là nội luyện cửu trọng còn không có luyện ở đâu ni ha ha lúc này ngươi cuối cùng là thừa nhận a chu điềm nhã đột nhiên thay đổi sở sở bộ dáng đáng thương phản phất đại hoạch toàn thắng đồng dạng cả người đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bắt đầu chỉ vào có chút mộng bức vệ tiểu thiên cười đến thập phần vui vẻ thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt ta lúc ấy là ở cứu ngươi được không vệ tiểu thiên có chút im lặng đột nhiên nhớ tới trên mạng đã từng truyền lưu một câu như vậy lời nói nữ nhân sắc mặt giống như là lật sách nói trở mình tự trở mình không hề dấu hiệu đáng nói ta biết rõ a à. chu điềm nhã trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu ngãn miệng cười hai con ngươi hiếp mắt được tự như trăng lưỡi liềm đồng dạng cười rộ lên thập phần cảnh đẹp ý vui ta sau khi tỉnh lại tự phát hiện mình đã tấn cấp là tiên thiên cảnh sơ kỳ lúc ấy chỉ có một mình ngươi ở đây tự nhiên là ngươi gây nên ngươi đã biết rõ còn nói ta là dâm tặc đây là lấy oán trả ơn a à. vệ tiểu thiên có chút kinh ngạc nói đúng vậy bổn tiểu thư chính là muốn trả thù ai bảo ngươi lúc ấy như vậy làm ta sợ kia mà từ nhỏ đến lớn bổn tiểu thư sẽ không có như thế sợ hãi qua, còn liên tục làm vài ngày ác mộng đấy. Bất quá nha, hiện tại trêu cật ngươi một phen, bản tâm tình của tiểu thư cũng tốt hơn nhiều. Đã thù đã báo, như vậy chỉ còn lại ân. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo đâu? Chu Điềm Nhã lay động đầu, cười tủm tỉm nói. Như vậy không tốt sao, nếu không hai chúng ta thanh toán. Vệ tiểu thiên xem như lần nữa làm quen một lần chu điềm nhã, vị này đại tiểu thư tuy nhiên là cái bạch phú Mỹ, nhưng cũng không cao lãnh ngạo, tâm địa coi như không tệ mà. Không được. Chu điềm nhã thái độ lộ ra thập phần kiên quyết, thậm chí vô ý thức đem tay cầm tại trên chui kiếm, nhìn nạn cái kia tư thế, phản phất vệ tiểu thiên không đáp ứng, nói không chừng sẽ rút kiếm tương hướng. Ngươi thật sự muốn báo ân. Vệ tiểu thiên nháy nháy con mắt, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi! Ngươi cười cái gì? Chỉ cần bổn tiểu thư có thể hiểu rõ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Chu Điềm Nhã nhìn xem vệ tiểu thiên nụ cười quỷ dị, đột nhiên cảm thấy có chút sợn hết cả gai ốc, tuy nhiên lời nói đã nói ra miệng, lại cũng không có quên bổ sung một câu. Yên tâm, nhất định là ngươi có thể hiểu rõ. Vệ tiểu thiên sờ lên cái cầm, dáng tươi cười càng thêm tà mị rồi. Tại quê hương của ta, như ta và ngươi loại tình huống này, đại đa số đều chọn một cái phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp gì? Chu Điềm Nhã liếm liếm no đủ cặp môi đỏ mộng, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, một tay nắm lấy vỏ kiếm, một tay bắt lấy chui kiếm, bất tri bất giác vậy mà bày ra chuẩn bị rút kiếm tư thế. Lấy thân báo đáp. Đi chết đi, dâm tặc. Chu Điềm Nhã không chờ đối phương đem nói cho hết lời, ban một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tại trong bầu trời đêm kéo lê một đạo uyển giống như là tấm lụa bạch quan, bổ về phía vệ tiểu thiên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Ta không thích vùng đất bằng phẳng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80 Ta không thích vùng đất bằng phẳng vệ tiểu thiên thần sắc không có bối rối chút nào, mây trôi nước chảy vương hai ngón tay, nhanh như tia chớp hướng phía một cái phương hướng mà đi trong chốc lát chu điềm nhã vung vẩy lời kiếm kéo lê luyện không im bặt mà dừng chỉ thấy sắc bén mũi kiếm đang bị vệ tiểu thiên thập phần tinh chuẩn vững vàng kẹp lấy mặc cho nàng như thế nào dùng sức trường kiếm trong tay giống như là khảm nạm tại đối phương ngón tay tầm đó không cách nào rung chuyển mảy may chu điềm nhã trong hai tròng mắt hiện lên vài phần kinh ngạc nàng biết rõ dùng chính mình thực lực trước mắt khẳng định không phải vệ tiểu thiên đối thủ thực sự không nghĩ tới đối phương lại có thể như thế dễ dàng hóa giải thế công hơn nữa còn là dùng tay không nhập dao sắc loại này tiêu sái tới cực điểm phương thức rõ ràng cho thấy cố ý làm cho những người khác xem dùng cái này để biểu hiện bất phàm của mình đây không phải chu điềm nhã suy đoán mà là nàng tận mắt nhìn thấy tuy nhiên giờ phút này hai người đang tại giao thủ nhưng là đối phương ánh mắt rõ ràng không cùng nàng chống lại mà là trực tiếp càng tới về phần vệ tiểu thiên đến cùng đang nhìn ai, chu điềm nhã dùng ngón chân đến muốn cũng biết. Dâm tặc, xem chiêu. Tăng trưởng kiếm bị đối phương nắm không cách nào rút về, chu điềm nhã lập tức nâng lên chân hướng về phía vệ tiểu thiên hạ ba đường đá vào, thế là lại hung lại mãnh liệt, phản phất muốn một lần hành động đá bạo dâm tặc tội ác chi nguyên. Ta lạc cái đi, hướng ở đâu đá ni. Vệ tiểu thiên xác thực lại càng hoảng sợ, tin tưởng không có người nam nhân nào đối mặt như thế công kích hội y nguyên thông dông. Tuy nhiên hắn đoán thể đã đạt tới cấp 40, thân thể cường độ tăng thêm 400%, lại cũng không dám cam đoan bị đối phương đá trúng về sau yên nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Vì vậy, về tiểu thiên kẹp lấy mũi kiếm ngón tay đột nhiên chấn động, một đạo mạnh mẽ chân nguyên theo trường kiếm chui vào chu điềm nhã cánh tay, trực tiếp đem đối phương cầm chặt chui kiếm bàn tay bắn ra. Chu Điềm Nhã chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay đột nhiên tê rần, bàn tay càng là hoàn toàn không nghe sai sự buông lỏng ra chui kiếm, sau đó vẻ này sức lực lớn đem nàng cả người đẩy hướng một bên. Vốn nàng chính đã hướng về Tiểu Thiên, tự nhiên là một cước rơi xuống đất một cước nâng lên, tại này cổ sức lực lớn phía dưới căn bản duy trì bất trụ thân hình, ngã lệch hướng hơi nghiêng. Bất quá Chu Điềm Nhã dù sao cũng là tiên thiên cảnh võ giả, tăng thêm về Tiểu Thiên đã hạ thủ lưu tình, nàng mặt khác một chỉ không có rung lên tay trên mặt đất khẽ chống, đến rồi cái lưu loát bên cạnh lộn mèo, vững vàng đứng lại, chỉ là nhìn về phía vệ tiểu thiên trong ánh mắt, nhiều ra vài phần vẻ phức tạp. Thanh kiếm này không tệ, đáng tiếc. Vệ tiểu thiên kẹp lấy mũi kiếm hai ngón tay nhẹ nhàng rung lên, cái kia thanh trường kiếm liền bị hướng lên bắn lên, trên không trung đến rồi một cái 540 độ thẳng thể lộn ngược ra sau về sau, chui kiếm vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Ngươi thật giống như không quá hội sử dụng kiếm. Hừ, nếu không phải tu vi của ngươi hơn xa tại bổn tiểu thư, há có thể dễ dàng như thế đã bắt ở bổn tiểu thư kiếm. Chu Điềm nhã vẻ mặt không phục nói. Nàng tại sử dụng kiếm phương diện thiên phú có thể được công nhận, tại phương diện này tự nhiên cực có tự tin. Ngươi nếu là có bổn sự mà nói, sẽ đem tu vi áp đến cùng ta đồng dạng, sau đó cùng bổn tiểu thư tỷ thí một phen, nếu như ngươi thắng, bổn tiểu thư tự tùy ý ngươi xử trí, có dám hay không? Ơ ờ à, xem ra ngươi là quyết định muốn lấy thân báo đáp. Vệ tiểu thiên đuôi lông mày nhảy lên, hứng thú doanh nhưng nhìn xem chu điềm nhã, trêu chọc nói ra. Ai muốn lấy thân báo đáp, chết dâm tặc, ngươi đừng vọng tưởng. Chu điềm nhã tiểu đỏ mặt lên, một đôi ngập nước mắt to hướng phía vệ tiểu thiên trận mắt nhìn, dùng cường tráng thanh thế. Đây không phải ngươi nói sao? Tùy ý ta xử trí, không phải là ta muốn ngươi làm cái gì đều được ý tứ sao? Vệ tiểu thiên có chút nghiêng đầu óc, có chút nghi hoặc nói, của ta ngữ văn cũng không phải là thể dục lão sư giáo, có lẽ không để ý tới giải sai lầm a. À? Hừ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được? thắng ngươi chút thức ăn điểu, đương nhiên là nhẹ nhõm nhẹ nhõm. dõng dạc, ngươi tự đợi đến tắm rửa sạch sẽ, đêm nay cho ta ấm giường chiếu a. À? chu điềm nhã càng nghe càng là phẫn nộ vốn chỉ là ý định cho người này một ít chỗ tốt, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn cái kia. Thật sự là biến thái, hạ lưu, đầy trong đầu bát nháo thứ đồ vật, quả nhiên là dâm tặc đúng vậy. Chu Điềm Nhã hung hăng rất khinh bỉ vệ Tiểu Thiên một phen, nếu không phải lúc trước đối phương cứu được nàng võ đạo tương lai, tuyệt đối là thiên đại ân tình, nàng cũng sớm đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Đến lúc đó vô luận là gia gia đến rồi còn là phụ thân đến rồi, cũng có thể đem tên dâm tặc này treo ngược lên mảnh liệt đánh một phen, dùng tiết trong lòng của nàng chi hỏa. Dâm tặc, ngươi trước thắng qua bổn tiểu thư kiếm trong tay rồi nói sao? Chu Điềm nhã tố tay vừa lộn, lại một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện tại trong tay của nàng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ về Tiểu Thiên, lăng nhưng nói đạo. "Chú ý, ta muốn thả đại chiêu rồi." Vệ Tiểu Thiên vừa mới nói xong, cũng không có có cái gì đặc biệt động tác toàn thân khí tức cũng không có bất kỳ kích động, giơ lên trường kiếm chậm rãi chỉ hướng Chu Điềm Nhã. Chỉ là một cái động tác đơn giản, cơ hồ tự như là hắn trước trước lấy tay chỉ trực chỉ vương xuyên nam bọn người, lập tức một cổ lớn lao uy áp lao thẳng tới Chu Điềm Nhã mà đi. Bịch. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, Chu Điềm Nhã tự như cảm giác được chính mình bị ngàn vạn lợi kiếm xuyên tim đồng dạng, trực tiếp đâm thấu linh hồn. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế phá hủy ý chí của nàng, vừa mới nắm ở trong tay không bao lâu trường kiếm đã vô ý thức rơi xuống trên mặt đất. Kiếm. Kiếm ý, làm sao có thể? Chu Điềm Nhã toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt đẹp hiện đầy không thể tin cùng với hối hận chi sắc. Ha ha, bởi vì cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, cường trong càng có cường trong tay. Vệ tiểu thiên phóng khoáng cười cười, thủ đoạn rung lên vạn cái kiếm hoa, sau đó thuận thế ném đi, trường kiếm bay ra đạo ưu mỹ đường vòng cung, cắm ở chu điềm nhã bên chân trên mặt đất. Tiểu mùi mùi, con đường của ngươi còn rất xa, đừng quá tự cho là. Chu điềm nhã như bị sét đánh, rũ cục lấy đầu nhìn về phía rơi vào bên chân lưỡng thanh trường kiếm, phản phất đang tại im ắng cười nhạo nạn không biết lượng sức, vậy mà sẽ đi cùng một cái có được kiếm ý người đi so kiếm, còn có sau so đây càng ngu xuẩn sự tình sao. Hiển nhiên, Chu Điềm Nhã đã bị đã kích được không nhẹ, quên còn có một chuyện khác hiện tại ngươi thua, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn à? Vệ tiểu thiên sờ lên cái cầm, lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, miệng càng là tiện tiện phát ra bẹp bẹp tiếng vang. Chu Điềm Nhã bị vệ tiểu thiên cực kỳ xâm lược tính ánh mắt đảo qua, lập tức trong nội tâm kinh hãi, cảm thấy tự tính toán mặt trên người quần áo cũng không quá an toàn, lập tức hai tay ôm tại trước ngực, đồng thời nghiêng đi thân thể. Hừ, không nghĩ tới đường đường tử dương thành phủ thành chủ đại tiểu thư, dĩ nhiên là cái nói không giữ lời chi nhân. Vệ tiểu thiên hai mắt nhíu lại, quái thanh quái khí dễu cợt nói, như thế vô liêm sĩ chi nhân, còn có mặt mũi nào lập tại ở giữa thiên địa. Ô ô ô! Tại vệ tiểu thiên một phen nghĩa chính ngôn từ trách cứ phía dưới, chu điềm nhã rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn hỏng mất, nước mắt giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, lại coi như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi, toàn bộ nhi khóc thành nước mắt người thật sự là lê hoa đái vũ, ta thấy yêu tiếc. Có người nói thuốc thích nỉ non rất dễ dàng lây bệnh, cái này không, bên kia vẫn nhìn đồng nhã hai mẹ con tự hồ cũng nghĩ đến chuyện thương tâm, cũng lạ chả trực khóc bắt đầu. Ân công, vì cô nương này còn trẻ, không hiểu chuyện, ngươi. Được rồi, được rồi, ngươi không cần phải nói rồi, dù sao ta cũng không có ý định đem nàng như thế nào. Vệ tiểu thiên khoát tay áo, thản nhiên nói ta chỉ là dọa dọa nàng mà thôi, miễn cho về sau nàng còn giống như bây giờ đầu óc thiếu toàn cơ bắp mà thôi. Ân công quả nhiên là người tốt. Đồng nhã nín khóc mà cười, lập tức an ủi nữ nhi của mình. Khóc đến cơ hồ can tràn thốn đoạn chu điềm nhã nghe xong lời này, cũng ngừng khóc khóc, một bộ đáng thương nhìn xem vệ tiểu thiên. Vừa mới bị phát một trương người tốt tạp vệ tiểu thiên chính phiền muộn lấy, nhìn thấy chu điềm nhã ánh mắt, liền tức giận nói. Nhìn cái gì vậy, ta lại không thích vùng đất bằng phẳng còn không tranh thủ thời gian đi về nhà cái gì vùng đất bằng phẳng chu điềm nhã trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng nhưng khi nàng cúi đầu xem xét lập tức lửa giận châm lại dâm tặc ta liều mạng với ngươi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video